Vô được rồi, vô được rồi chú gì à? Lên chụp không? Hello. Anh này đâu buồn ngon nghe chưa hai cái à? Nhưng mà nước dừa chưa béo lắm nghe góp ý. Bả hơi bị mặn đó, bả đổ muối hơi nhiều đó. Thấy bả béo rồi vô. Tại buổi giờ lên thằng mập gì nữa, có công nghệ hút mỡ rồi con. Đẹp xạ. Rồi chụp đơn. Ngon ngon có cho đăng hai cái à? Hả? Vậy hả? Chạy gì vậy? Chạy thôi. Mập lên rồi. Hồi tối 8 giờ tăng 2 dĩa cơm cháy. Trời ơi. Sáng cần là lên nửa ký. Nè hả? Miếng giấy con rồi. Xả nè, để nè. Hello hello nè. Xả nó còn mấy món kìa. Nói tin nhân ra đi con. Dẹo ơi. Lép ơi. Rồi. Mấy món sao rồi, công thọt cho mấy con sao rồi. Chưa chỉ nó tôi lên tôi like luôn rồi nè. Còn mấy món đó mấy con sao, mấy con sao, mấy con sao, không biết mấy con sao. Rồi em lên cho mấy chị Hằng ơi. Si mẹ trắng lên để lên hồi đi con, mẹ coi bé. Nhớ lo bằng thờ nha. Sao không chốt được kèo nào? Ờ, áo gú chị pha kè 500. Con cái một. Còn hồi nãy dì sát kia 10 triệu bán 5 triệu cũng không ai mua. Rồi bị xã bơm đuổi này đâu, 20 món nè, lên nhanh nha. Rẻ không chết, em bán thua dây vàng cho mấy chị đó. Xeo chân 1,2 triệu. Ni tay 48, 49, 50, 51 đeo được. Kể mấy chị quần áo mà đi đâu mặc mắc mắc ở nhà mặc thường thường cũng được. À, rồi chúc đời mẹ em ni tay 50. Ni tay 48, 49, 50, 51 giùm em. Xả bơm 18 triệu. Trời ơi đẹp đó chị ơi. Đồ bi đó mà mua có 1,2 triệu anh gam. Cho anh bóc cho em hồi Lữ Chiêu Dương à. Ờ từ từ để tôi chép cho. Ờ dữ nè. Nè mấy chị đồ bi mà đẹp gì nè. Mà sale có 1,2 triệu anh gam thôi. Có 1,2 triệu thôi đó. Lai sòn đi chị hả. Áo trơn rồi áo áo hả. Hình như áo. Ấy mà chốt này ở nhà còn rồi. Chịu có đi về nhà mà lấy con có 5 cái. Có 5 cái nè, áo 500k mấy chị ơi. Có 5 cái thôi. 18 triệu xem, vậy bây giờ mua mua cái gì? Mua sòn hay mua ý? Cho chị ghi cái gỗ nhỏ coi. Ý quá trời luôn là đẹp nè, có 3 cái đồng hồ nè. Đó, mâm mâm về về 20 mâm sale nè. Dạ ý. Rồi bà muốn làm sao? Rồi bà giàu quá, bà mua sòn nọ mẹ ơi. Kệ đi mấy chị, mấy bà ở nhà thì đeo đồ ý đi đâu, đeo đồ sòn đi. Cũng có này có kia có nọ, ý cũng vàng mắt nhất rồi đó. Đó rồi tôi lên các bạn ha. Rồi nè nhanh nè. Vòng tay là 18 triệu em xe cho giá 1,2 triệu áo thun. Rồi giờ là ý rồi em lên ý đi cho nó trang hòa đi. Đẹp một cái muốn xỉu xỉu luôn rồi nhìn em đang đeo nè. Thôi cho em bán ý một chút đi mấy chị ha. Tại vì bây giờ sòn hoài thì cái này nó không hết, cái nào em nhập về cũng nhiều hết trơn á. Rồi mai em 10 rưỡi em gán em thích em lên sòng cho. Ủa nó tôi đi lái cho mày. Đi gọi sao mất cái nữa trời. Sòng đâu? Ở gì quên? Ở gì nước nước đâu á? Lai một lần hai cái nước nhắc quên hoài à. Rồi mấy món này của con sao nè, mấy chị chuyển tiền chưa? Nè 20 món chưa chuyển tiền. Bé Mẫu ơi, em cho con nha con, em Mẫu. Con Trâm đang làm gì hả, em căng cho nó đẩy cái này vô ông ta nè. Coi tiếp qua trên lầu con, coi tao chuyển, coi chuyển chưa chuyển đâu mà bán cho người khác. Thôi mấy chị bán ba mỹ phẩm về mà xài được cái này thì được mất vốn nữa. Nhiều khi người ta mấy chị không dám chữ, gặp em gì mấy chị không dám chữ trơn mà thôi, em sợ mấy chị chữ em lắm.
Em có ham luôn. Rồi, biết cái gì chỉ mấy chị luôn à. 3g 75 sale cho 1 triệu 1 gam 4 triệu 125 nghìn. 4125. Căng cái gỗ đó con ơi, con comment cái mã vô. Con coi người ta chuyển chưa, chuyển rồi để qua. Còn không con nói chế ơi, chế chuyển liền giùm em. Không chuyển liền thì gì không, con bấm xả người ta luôn đi rồi đem qua tao đây lại. 4 triệu 125 nghìn. Em đang lên lại cho kìa, nó đang có mười mấy 20 món nha. 4125 em sale cho 1 triệu 1. Thôi em biết gì em chỉ mấy chị đi. Nhiều khi xài được cái bà về cái bà nói không được cái bà la em nữa. Thôi thôi, mấy em cái gì mấy chị cũng la em được trơn à. Em tiền em cũng ham mà. Mấy chị chữ em quá ai dám, thứ em cũng dám. À mặc dễ thương ha. Ok chị chút dí giống em nè. Dí gì mà nghe khôn nhà dạy chợ lắm, ăn hiếp trong nhà không ăn ngoài đường đánh tinh không à. Rồi mặc túi giùm em xả bơm cho 1 triệu 1 nha. 4125 chốt cho tình yêu lui đi Phương. Con dẫn theo chương trình 15-20 phút không chuyển, lấy ra bán người khác lại liền. À bây giờ người ta bán 1.500.000-1.600.000 không, không ai bán giá 1.100.000 đâu con. 5.137.000. 5137 em sale giá 1.100.000 túi tiền. Con cái duy nhất 4125 chốt cho bà Lưu Ly. 15-20 phút không chuyển là em bán người khác nghe mấy chị. 5.137 sale cho 1.100.000 xả. Rồi bây giờ chốt cho Hương Ngọc 5137. Dưới 10 triệu đặt cọc 3 triệu, trên 10 triệu đặt cọc 5 triệu giùm em nha. Xả đơn là lỗ 5% trên giá trị món đồ, không lấy hàng quỹ đơn. Lỗ 5% trên tiền cọc nha mấy chị yêu xinh đẹp. Rồi 5137 em hết. Rồi dây này em xả đơn mấy chị luôn nha, 1.300.000. Chốt giúp em là 7.215.000. 7215. Hai đơn lấy chứ, hai đơn đi em yêu. Lữ Chiêu Dương nọ, chị Di Nơ nè. Cực kỳ đẹp chưa? Có toàn ten tăng đưa 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi là được luôn em. Vàng hồng dây túi em sale cho 1.300.000. Có trái châu bi ba ly cho mấy chị luôn. 7.125.000. 5137 em hết rồi. 7125 em sale cho 1.300.000. Sợ lộn đi làm nhẫn. Vô trong nhìn nhìn coi là tình yêu tin nhắn Lữ Chiêu Dương đi con. Đây cái vòng tay này. Mấy chị tháo là tháo chỗ này nè, bật ra đây nè. Nghe bật ra đây giùm em nha, đó bật ra giùm em nha. Rồi ni tai 49, 50, 51, 52. Rồi em sale cái dòng thương hiệu éo lời dí phiên bản cao cấp đặc biệt, thành cao luôn giùm em. 49, 50, 51, 52, 53 em sale cho 1.200.000. Nhẫn em đang đeo là nhẫn sò, nó gái cái vỏ 58 chiều nãy biết chị nào chuyển. Chuyển chưa em cũng chưa biết, hỏi đi 17 đó. 13.812.000. 13.812.000. Chúc bấm vô mã cho coi coi luôn, sao lại là kêu bạn nó check đó không. Khóa tháo đây em nha mấy bạn. Nè. Đó, nè đeo vô tay nè, cái vòng nó đẹp một cái muốn xỉu. Chỗ khác chưa có đó mà em lên giá 1.200.000 cho mấy chị rồi đó. Chốt xong là 15-20 phút là chuyển tiền, không chuyển tiền tỏ cơ đúng không à. Không chốt cho người khác đâu, tội nghiệp em nha. Tại bây giờ chốt chắc đơn không mà. Bà mua mấy chị trên đây cười em, nói tao mua thiệt mà mày không bán. Mấy chị giả giả chị hại em được 15 phút thôi, không được em lấy người khác. Chị Nga Mai bẻ xéo qua là qua nghe, chứ đeo cũng bền lắm. Dây túi nãy là 7.215.000 chế. Rồi nhẫn này em sale cho mấy chị 1.100.000. Ni tai số 9, số 10, số 1, số 12, số 13, số 14. Em chỉnh ni từ số 9 đến số 14 được, chỉnh được 5 ni. 7.810.000. 7810. Sale cho 1.100.000 gam nè, lên tay nè. Có thua gì nhẫn sòn đó mấy chị, không có thua nhẫn sòn nha. Ni 55 á, không có 52 à chị Phi ơi. 7810. Mỹ Linh. Đó là cho ăn có đơn đó, con check con xong rồi con kia các bạn đó sao nay đó, kêu bạn đó check mã đó con không. Còn không mấy nó bắt đầu là đưa qua tao like lại luôn. Ngày nào nó xong là long đền ngày đó con hiểu không? Bây giờ chốt chắc đơn rồi nha, đừng lấy hình tàu lao chốt tàu lao hả mày? Con. Mày là con đó. Trời lắc bi kim cương đẹp một cái muốn xỉu. Chắc lử nha, có toàn tan tăng đưa luôn mấy em này, 1250. Dòng bi Highland, ồ mấy chị ơi. Đồng hồ nè. Đai của nó là đai phiên bản mới. Cái mặt này khách đổi đồ em nha. Cái mặt này tặng nha, ở dưới nó tặng khoảng 98%. Nó hơi chạy ở dưới một chút. Em tặng không có lấy tiền nha.
phải chi lấy tiền thì bà khó khó nghe mấy bà, tặng mấy triệu bạc luôn, tặng đồ tặng mà tới chỗ đòi bốc lửa không có nghe, không có để sao cẩm bồ ơi, một bán được hai bán không được, để 15 phút sau bạn kia không chuyển là Vinh bảo ăn cho Vinh lay lại cho lắc bi nè mấy. $6,025 báo với trên lầu chị Duyên đồ ý cung vị luôn có à, chuyển biêu cọc vô liền. Ê bạn ơi mua vàng đừng chuyển 500.000 bạn ơi, dưới 10 triệu chuyển 3 triệu, trên 10 triệu chuyển 5 triệu giùm em, chuyển 500 chút cũng hay chuyển thêm 2,5 triệu nữa à, em không có chịu 500 đâu, 500 rồi xả đơn ra lỗ 250 cái gì tẹn con nghiệp ép tẹn, mua vàng chỗ khác là chuyển khoản đủ không à. Rồi lâu lâu mới có vàng hồng nè mấy chị, 16,025 đường truyền không ổn định do kết nối mạng yếu gì kìa con, nó bị đứng luôn hay gì vậy. 16,025 em mới nhận đủ cọc 3 triệu mới lên đơn nha mấy chị ơi. Đó, đẹp mấy em chưa nè, nhớ em đang đeo viên chủ là 11 ly chế em đổi đường truyền nè mấy chị. Hello hello, trời tự nhiên em nước ngoài lắm đó. 16,025 đợi em chút xíu. 1299 cái này. Không nổi, nhận mấy bữa 125. Đường Vinh nha. Hello. Hello. Để tiền anh đó mấy chị. Em bấm đi chị cũng bán cho đó đó. Nhận 125 bông vô cũng bán 1299. Uy tín của người lính. Mạng nó bị lắc mấy chị hả? Mạng bị lắc. Rồi lắc tay này chiều dài đi 50 trở lại em nha. Em sell cho 1,100,000 luôn mà em lắc tay này nó đẹp như đồ sọn nó mấy chị, xinh đẹp. Và ca này là ca ca Ý. Rồi chốt đơn em 13,850. Em sell cho giá 1,100,000. Em không có cắt, em không có nói được, em chỉ cắt được thôi. Đi 50 trở lại giùm em chiều dài tắt 6 nha. Trời ơi đẹp nè mấy chị. Mua đâu đụng hàng em đền cho 13,860,000 best seller của nhà em. Khóa của nó là khóa hộp luôn em, dòng luxury luôn em nha. Dòng tay là mã 18 triệu, ni 51 trở lại. Sell 1,2 triệu. Lắc eo là di hàng VIP này em sell cho 1,1 triệu, áo 500k bạn ơi. Dạ không có bớt được 13,850. Ni 50 trở lại thôi. Lắc bi là 16,025, sell 1,250 với chị ơi. Mấy chị ơi. Rồi nhẫn đi số 8, số 9, số 10, số 11, số 12, số 13. Chị Dung Thái em 13,850,000 không bớt được. 13,850 bây giờ không bớt được. À, đây 18 triệu chị coi luôn giùm em. Đó, chị nhìn được luôn giùm em ha, khỏi chụp được cái mình chơi luôn. 13,850 không bớt được mấy chị ơi. 4 gam 58 em sell cho 1,1 triệu, chốt em 5,038 nha. 5,038 nhà chốt cái áo chứ yêu mai tiền chút về nhà lấy hay không, mua 650 về bán 500 chơi đó mấy chị. Rồi con coi cái ni tay của cô Nguyễn Trúc, con ni mấy con ơi, 51 trở lại đeo được. 18 sell cho 1,2 triệu. Ở nhà có 5 cái mà tại đầu like nó làm biết về lấy cho nên là nó con cái một. Có nên tới 5 cái lận. Nè con chốt cáo 500, 18 triệu vô tình yêu chưa. Rồi cáo 500k ở nhà có 5 cái bạn ơi. Áo mã số 5 à, dạ không có bớt 13,850 à. Tại em bán giá sát rồi. 13,850 lắp đi 50 trở lại à. 52 đây không vừa. Chốt cáo cho chị Thảo vớt nè. Trời đó mấy chị, tay tay cầm cầm lên chói chốt với em dễ thương. Rồi đồng hồ căng hoàng chỉ số lượng chị cái hàng ơi. Trời cái niêm đang đeo đi tới 55 là nó cắt bớt bớt tiền. Em báo đi này là mấy chị biết là cái làm đi lớn mới giá tiền này nha. Rồi cái đai em sell cho 1,150,000 cái mặt em tặng luôn. Rồi em chốt cho tình yêu ơi. Mấy chị chuyển chưa chuyển báo liền nha, mấy chị chuyển liền nha. Lắc tay đẹp lắm mấy bà ơi. Chiếc nhẫn 5,038,000 em sell cho 1,1 triệu. Cắt da bụng ở bệnh viện Amcat bác sĩ Kim đó, cắt đó.
5038. Sale cho 1.1 triệu chiếc nhẫn này VIP nhà em luôn, đẹp lắm. Đây tình yêu xinh đẹp. À, em dục cho nè, em dục cho cái dĩa dễ thương, cái dĩa vui vẻ, cái dĩa không sân si, cái dĩa không đua đòi là thấy ok đó. 5038. Mấy chị không đua đòi tự nhiên ông trời em đưa đẩy dẫn lối khó chân à. Còn nhiều khi muốn không được, dạng dạng vậy đó. Dạ cái viên 124 người ta lấy, cô viên 106 cô lấy không? Dạ 27g 21 chị ạ. Em 6 cô lấy không? Ồ cô cái viên kia tôi khai không có chứ gọi em chết con à. 31.280.000 mấy chị ơi, cái mặt em tặng nha mà cái mặt còn rất là đẹp. Cái mặt bây giờ không có lấy tiền nha, Roja này cho cái bán tới 3 triệu cái lần đó. Mà cái ni em đang đeo là cái ni bự lắm. Đó. Ni chị nào nhỏ hơn thì cứ cắt bớt bao nhiêu dinh tính hay bao nhiêu chút áo của Ngọc Lan còn 5 cái hết rồi mấy chị ơi. Chỉ đủ rì xiết áo nha. Ăn lỗ mà còn rì xiết quá đó. 31.280.000 và cái viên kia Khang Thu lấy cô ơi. Thôi mình chia sẻ nhau nha cô ha. Nè đẹp dễ sợ chưa? Lắc bi rẻ lắm á. 16.025.000. Có 1250 rồi đồ bi rẻ lắm. Chơi đi. Chơi đi. Ờ đồng hồ em 31.280. Không có đổ nợ đâu em. Chị nói em nghe nè, đàn ông nó ăn nhậu cái đi cái tẹp cái giá trơn. Mình làm gì làm, ví dụ như 10 mình cũng còn 8 em. À đúng không? À, cũng được mấy chị cho nó vui vậy. Ờ bây giờ hút mỏ cái tay. Dạ ok con cảm ơn cô, áo hết trơn rồi. Pha ke 500k mua dữ nha, áo 5 triệu. Em cũng hay gì nhiều khi mua mấy cái áo xịn xịn. Em ngán tiền quá. Mà chồng nó đi đâu lên mà cũng phải có đồ xịn chứ bà vợ. Nè con mặc tặng nè. 125 31.280.000 tình yêu Thảo Nguyễn. Để sao cho quanh thôi anh ơi. Thảo Nguyễn lấy rồi có 1.150.000 à. Đi lớn cắt lại. Cắt bao nhiêu tính cho bao nhiêu. Đây đây này là đai mũi tên. Giang hồ hay cười em đai mũi tên mũi ơi rồi nè mà đẹp lắm hả chị. Cái này em có mắc nối luôn nha. Em đang đeo là ni tai 50-52 đeo vừa liền. Mặt to mà đeo cực kỳ modern luôn. Mà em rất là mớ đèn mớ đèn. Rồi con ơi con làm cái đó nhanh nhanh đi xong con đang like lại con. Ai không chuyển người ta chuyển rồi thôi. Cái nào chuyển rồi con ghi CK rồi là chuyển rồi. Bé ơi Linh ơi mày làm gì Linh? Mày căng chừng chị cái mặt này coi Linh. 18 triệu ông Nguyễn Trúc lấy ra bán người khác con ơi. Dạ ok cô ơi. Dạ dạ không tốt con ơi. Đây em có lắc ruby mà hai màu, một màu hồng với một màu trắng. Để màu này đeo rất là tây, nó không phải là ba màu nha. Nếu nó ba màu là em sẽ góp ý kêu mấy chị si trắng đi. Nó chỉ có hai màu thôi. Một là hồng, hai là trắng. Đi tay 55 trở lại đeo được giùm em. Đeo cho đã 1-2 năm đi rồi si trắng lại. Tại vì si trắng nhả lại một cái hồng, cái trắng chả không được. 31.573 trước mắt là đi 50-52. Em sale cho mấy chị 1.150.000 thôi. 36.489.000. Nó mới cô chuyển liền giùm em nha. Nhớ áo người ta đừng có đầu tiền ship người ta nữa nha. Áo là re-ship. Nói chuyện với con đó. Áo là re-ship. Còn mua vàng nhớ gửi hộp giùm tao. Sắp hết 5.000 hộp hết trơn rồi. Tại vì mà em nói với chị nghe nè. Người 1 cái 2 cái thôi được. Không có chị 5 cái. Cái người kia người không có người ta không có. Tại mấy chị tính món 1 cái món 1 cái món 1 cái đó. Đông có đủ. Cái chị có chị đòi 4 cái luôn. Chia sẻ nhau 1 cái 2 cái thôi được. Không mấy chị nên cho mấy chị kia có. Chứ giờ 5.000 hộp về mới có hả hộng giờ hết trơn nữa rồi. Mà 5.000 hộp thiệt nha. 36.489.000 cái đai mũi tên nó đẹp. Đồng hồ nha em là cắt được nói được luôn nha mấy bà. Cái mặt tôi tặng tôi có lấy tiền nha nè. Cái mặt em tặng nha mấy chị. Trời ơi đó nó đẹp gì đó. Rồi 1150 36.489.000. Dễ lấy mã lắm nha con. Tại vì số lẻ là mày lấy luôn đó à, thấy không. Ủa vô chị với chưa. Mà tờ là mặt tặng phải tổ quốc đâu nghe con. Nè 13g 21 em sale cho 1.2 triệu nè. Em nói thật sự nha, 1.2 triệu thua dễ dụng em đem đi nấu đó mấy chị gái yêu xinh đẹp ơi. 15.850 con hai. Em mua hả? Lịch chưa tới mấy chị, lịch còn tháng gửi nó mới có. Lịch em cũng đăng đa 5.000 lịch à. Để mấy chị thông cảm giùm em nha. Em tài chính tới đó thôi à mấy chị. Chị
tính 20 đi con. Ê nó nghe này mấy bóp đừng đổi vậy, người ta đổi có nghĩa là 15 sẽ tính 20, không tính 25, 25 là người ta bán luôn rồi. Nhờ cho nó chuẩn. Ví dụ ý đưa ý là 15 đổi vào 18 là em tính 20 cộng 500 thôi nha. Dạ cô, à, con cảm ơn cô yêu. À, cô đi công chuyện đi con. Cái buổi trưa cái cô lên không gặp cô cái con cũng khoái như là thần tài tới vậy đó. 15.852.000. Ờ Giang Nguyễn hôm nay coi lịch. Mấy chị ơi 5.000 hộp muốn hết nữa đó, mấy chị không có đủ nhét kẻ găng ấy. Mấy chị người nào mà 5 cái chia sẻ lấy 2 cái thôi mấy chị. Cho người ta chưa có người ta lấy với mấy chị. 15.852.000 phong lớn luôn mà em sale cho tình yêu xinh đẹp. Trời cái viên nó BBS One luôn đó, cho chị xả lỗ 145 là chị xả lỗ tục quần. Lấy bắp 1 triệu cho 144 giùm em được không? Đồng hồ hết trơn rồi tình yêu. Lắc tay là 15.852.000 sale cho 1.2 nè. Quá wow, trời đẹp luôn đó. Rồi chị Thảo Trang chưa có chị Thảo Trang. Lắc bi đi ha cục cưng. Rồi đem lên lắc bi. Nhẫn này đi tay số 8, số 9, số 10, số 11 đeo được nha. Em sale cho 1.1 triệu. Rồi chốt đơn nhầm em 6754. Ờ để em năm nay em đặt 5.000 lịch rồi đó mấy chị, không có chỗ để luôn đó. Rồi hộp em cũng tặng mấy chị, em định hộp em định đặt lịch thì còn tháng rưỡi nó mới lên tặng được nha mấy chị. Tặng sớm quá chịu không nổi. 6754 giùm em cực kỳ đẹp. Nè 26 chiều nay cho con mắm cho Trần Banda con. Con, nay cho chữ 26, Trần Banda tao nhớ cái nick. Trần Banda. Ờ vô cho con 26 đó. 6754 giùm em cực kỳ đẹp luôn em nè. Trăm cài áo á chị, em sale cho 1.1 triệu. Mấy bà làm mặt dây chuyền được nha, đây. Chút nhớ số ấy chớ kêu chị chuyển tiền tao nghe mẫu ơi. Anh kẹt chị của em anh kia nè. Đeo mặt được chứ làm trăm cái áo được, em xả cho 1.1 triệu một cái. 6754 chút tình yêu Lộc Phạm. Chuyển tiền giùm em 15 hay 20 phút nữa mấy chị ơi. Ơi chị đây. Được được bớt 4 hoa mấy đi. Rồi. Em chốt cho mấy chị luôn 11.759.000. 11.759.000 cực kỳ siêu đẹp. Ờ. Gì hả chị? Con coi lộn giá của Mỹ Phương rồi, con chốt like chứ phải chốt hình con ơi. Coi like cô chốt 1.2 triệu không? Chứ thấy lộn 1.250.000 mua hình với 1.250.000. Đẹp quá trời luôn á. 11.759.000 vừa làm mặt. Mấy chị làm trăm cáo được luôn nha. Đây, cài trăm cáo luôn, hộp của nhà em cực kỳ siêu sáng. Mấy bà mua đồ giả ra giá này rồi mấy chị gái. À, đồ hãng giả mấy chị đeo màu đen lắm chứ nhiều khi nó không phải vàng. 11.759.000, bốn số là 5885. Vừa làm trăm vừa làm mặt được luôn nha. Chờ chị Nga Mai xã 13 1 13812. Nga Mai xã. À, cho mấy chị em xem có 1.1 triệu. Lâu lâu mới có giá kèo thơm cho mấy chị 1.1 triệu cũng ra. 13.850.000 em sale cho 1.1 triệu luôn. Ni 50 trở lại nha. Cắt ni được chứ không có ra ni được cái mấy chị. Khóa của nó là có hộp luôn đó. Trời ơi. Con chốt lại cho cô Cẩm Bồ nãy cô kia xả đi con. 13812 Cẩm Bồ lấy. 13850 giùm em là cái này. 13850. Trời chị bớt em chịu chứ thương em rồi đó. Chị Nguyễn Trinh ơi, mà cái mặt đó là 11.759. Mẫu ơi ghim số tài khoản mấy mẫu ơi. Ủa sao nó ờ trời không thấy số tài khoản nè. Rồi nó chạy chưa. Rồi ok chốt đơn. Chị nhắc em cảm ơn chị. 13.850.000 đi 50 nha. Xe có 1.1 triệu ngam lắc này bình thường mua 18 triệu. Cháo chị biết trơn rồi. Khóa có hộp luôn em, dòng luxury luôn em đó, 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 đó. Đây, nó đẹp nè. M3850 chốt cho Monica, Monica Phạm. Rồi, em hết rồi. M3850. Dòng tay này mấy chị, ta mua tới 25, 26 triệu, em sale có 18 triệu. Em chốt cho Monica mà rồi. Khách mới hay gì nè. Rồi cái kia còn mấy món không sao. Hả?
Rồi sao đứng nó tải tải vậy nữa nè về không? Dạ. Nó tải tải nữa nè, nó không vô được nữa nè về không? 18 triệu em sale cho 1 triệu 2 Monaco Phạm, đợi em xíu nha. Cái lắc nó đẹp lắm, tại đi 50 đó, ai mà đi tay nhỏ nhỏ là khỏe luôn đó. Rồi nó quay hoài vậy ơi. Rồi. Rồi em chốt đơn cho cái này, dây chuyền sale cho 1 triệu 2. Hai bốn hai bốn giùm em 4,5 tấc sale cho 1 triệu 2. 2424 và cái áo 11,759 chứ ơi, sale 1 triệu 1. Và bác không được. Và dòng bi là 18 triệu, không bớt được chị ơi. Em bán giá mềm xèo, có 1 triệu 1, 1 triệu 2 bớt hoài luôn vậy đó. Rồi em chốt cho Bảo Ngọc comment đúng mã giùm em. 2424 rồi chốt đơn. Rồi em ghi mã cũng đúng luôn đó chị. Dòng ba này chốt vui chơi xả đơn lần thứ 3. Ni tay 48 với 54 55 đeo được luôn, em sale cho 1 triệu 2. Chốt đơn giùm em 9 triệu 492 nha. 9492 sáng trưng luôn á chị. Giờ mà làm gì mua được giá 1 triệu 2. 9492 sale cho 1 triệu 2. Dòng ban nha, có mai với Châu Bi nè. Rồi, sáng trưng đẹp luôn em, nhức mắt luôn em. Rồi, 15-20 phút em không nhận được tiền là mấy chị thông cảm giùm em nha. Trời, sao nó vô và không được nha em. Cốt lên, sợ bơm cái chữ cốt lên. Rồi, 94, 95, 92. Rồi, vô chưa con? Sống vô chưa hả? Rồi, vô nè. Rồi, bông tai, dạ nhẫn nha em. Em sẽ cho 1 triệu 100 ngàn 1 gram. Chốt giùm em 6 triệu 853 ngàn. 6853 ni số 11, 12, 13 mấy em nha. 6853 mấy em y chang mẫu nhẫn sòn luôn, em sale cho 1 triệu 1. 6853 đồng hồ bị bơm cái nè, em xả cho 1 triệu 2, xả lỗ nè. 6853 cái nâu đen giùm em 1 triệu 2. Chị Hoàng đủ receipt của nâu đen, nam nữ đều được luôn em. Lộc Phạm 1 triệu 1 cưng. 6853 giùm em. Rồi 1 triệu 2 nè. Rồi cho chú Nguyễn Vi 6853. Rồi 1 triệu 2 em chốt về Tiêu Nhã Kỳ. Rồi kiểu ăn đủ cái đồng hồ, con ơi receipt đồng hồ luôn. Rồi hết rồi. Em hết. Rồi dòng tay. Ni tay 49, 50, 51, 52, 53 đeo được luôn mà em sale giá 1 triệu 2. Em còn cái em xả tình yêu Kim Định thôi, em còn cái em xả 18 triệu 216 ngàn. Quá tháo đầy em nè cả nhà. À, khóa tháo mình đẹp em, cái đầy trơn luôn em. Ni tay 49, 50, 51, 52, 53 đẹp cực kỳ luôn em. Rồi em chốt tiết gian. Rồi chế này không chuyển nè. Sau 15 phút em lấy bán người khác nè. 13, 82 nay chị cầm bồ lấy hả mà. Cầm bồ tôi chốt lại rồi con. Thấy không? Thấy chưa? Mày sao anh bậy đó. Rồi chế tiết gian em nè.
Rồi dây chữ B nè. Em sale giá 1 triệu 2 chữ B nha, Balenciaga. Cực kỳ model đẹp luôn em. Chốt giùm em là 17 triệu 748 nha. Trời đi dinh tung tiền mà đẹp kệ. Không coi chị đi coi em bậy bạ cũng vậy rồi, cũng coi túi sách túi ơ giày dép còn quần áo. Chứ phải chị không coi em mà tắt đèn ngủ đâu mấy chị. Không có chịu tắt đèn ngủ. Không. À, cái nào cũng đẹp chứ kệ mua còn của. Nó anh ơi giờ một anh cho em quỷ của quần áo, hai quỷ của giày dép, ba quỷ của túi hiệu, bốn quỷ của vàng, ông sẽ nói mua vàng đi. Mua vàng còn của còn bán được. À, túi hiệu thì nhiều khi phải đợi ký gửi rồi nó bán mới được có giá, còn không mua lỗ tục quần. 17 triệu 748 nha. Chữ B. Xe cho 1 triệu 2 lâu lâu nó có giá kiểu thơm nha mấy chị đó. Rồi dòng này ni tai 49-50-51 đều được, Gianni Yoni được, xe 1-2-50. Rồi chốt giùm em là 14 triệu 387 nha. 14 triệu 387. Nhận giống nhìn đeo có vàng ý cưng. Có hai chiếc. Rồi đẹp xỉu luôn nha, cái đây trơn nha mấy bà, đồ mới đó. 3 chiếc, 4 chiếc cộng thiết xả luôn cho 1-2-50 nè. 14 triệu 387 nha. Trời quên gì mất tiêu rồi bà. Giang ơi xuống like xong tôi diệt cho Giang ơi. Tôi sorry bà, tôi ăn cơm xong tôi quên luôn. Tôi quên. Tôi lo tôi ăn cơm thay đồ. Chúc mừng tình yêu Thị Liên. Dây chữ B đẹp lắm bà ơi. Chữ B tôi đăng lên hình đó, bà lên mua giùm tôi. 14387. Đăng lên trang bay mẹ cái dây đó đi con. 18 triệu đó, đăng hình lên. Chị Linh ơi, chị vô coi em hình trên trang bay đi được cái cầm anh mã này. Nam Phi hả? Rồi có cho mấy cái này nè. Tôi bán cho bà luôn nghe, đồng giá. Em sale luôn cho 1 triệu 4. Ai mua nhanh giùm em có bao nhiêu giây thôi à. À, chuyển khoản đủ giùm tôi cái này đi hen. À, cho lẹ cũng không, chuyển 3 triệu cũng được. Rồi dây này em có một dây duy nhất giùm em thôi. Rồi đó. Rồi chuẩn bị lên con sợi nha. Dây này là dài nhất là 4,5 ft, đeo được 2 phong kiểu nha, nhớ nha. Cái nào xỏ lụn gì mấy chị sẽ đeo xuống gì được nè, em khỏi nói ha. Chị nào coi cái dây đầu tiên em nhớ nha. Mấy chị sẽ vút xuống đây đeo được 2 kiểu, một là đeo như cái kiểu xỏ luồn của mặt nữ hoàng. Hai mấy chị sẽ đeo được như vậy. Đó là mình mua cái dây này mình đeo được tới 2 kiểu. Có dây mình sẽ gỡ được cái châu này ra là mình sẽ đeo được cái mặt gờ nguyên tách gờ dưới này luôn. Thị Thủy Liên có không? Thấy Thị Liên chưa? Thị Liên chút ly cái bên nè, nè thì Vinh Vinh giờ Vinh không có chút dự bị. Thấy không? 14387. Rồi 3g03. Em sale đồng giá hết 1399 nha. Em bán giá lỗ cho mấy chị đó 4250. À 4242. Còn con Nghi mã này là con Nghi giá 1399 hết nha, thôi bữa nay con nói cái dây này lại đi con. Rồi em cho Tiểu Thúy Oanh. Chuyển 3 triệu nha mấy chị, không có chuyển 500 triệu nha, 500 triệu chút xíu không phải chuyển thêm à. Rồi em chỉ có một sợi duy nhất, em lên lẻ say trước nè. Dây đẹp được 2 kiểu giùm em nha, đó à, có tổng đen tặng đứa đây đây được 2 kiểu. Một sợi duy nhất best seller của nhà em vẫn bán giá rẻ cho mấy chị luôn. Chết rồi, ai mà nghe cái tiếng điện thoại quá, tao chịu không nổi. Sao cái gì mà lớn như vậy bay? Nam mô chứ đẹp nhỏ nhỏ được không? Tao dị ứng cái tiếng điện thoại hai người phải ham với nha, tao dị ứng. 3, 2, 3, 4. Một sợi duy nhất mấy chị ơi, 3 triệu 234 nha. Đó vẫn đeo được 2 kiểu gì luôn em nha. 3, 2, 3, 4. Đó. Đây nè, đó. Một là gì, hai mấy chị xuống đây gì đó, muốn đeo sao đeo ha. Cứ nhớ không em, những cái loại dây rút mà cao cấp này á, hàng Limited này đeo được 2 kiểu đó. Đó. Mỗi cái em có cộng một mà đó, mấy chị này sẽ đeo xuống gì. Đó dễ thương chưa, đó. 3, 2, 3, 4, cậu 4 lá chưa về bà ơi. Rồi chốt đơn em Quỳnh Mai nè. Thí dụ 3, 2, 3, 4 cũng đặt cọc 3 triệu luôn. Còn 200 mấy tôi thu hộ. 3, 2, 3, 4. Rồi chốt đơn em. Rồi ghi mã đó nha máu. Đồng giá 1399 đó. Này lai mở cái có cộng à. 4,5 ft là dài nhất nha. Đây nó có dây rút đây. Cái dây rút này là không phải là ở ngoài thị trường có nha mấy chị. Chỉ có một mình tiệm hàng chị Vương Vinh có. Cái công nghệ phủ nano cho mấy chị thôi. Cái màu của nó, mấy chị mua hàng chợ là cái màu trắng của nó trắng đen. Còn hàng này của nó là màu trắng tiết. Rồi à, em xả đơn cho chiêu tới 1 triệu 4 nha, 1399.
Rồi chốt đơn dùm em 1399. 2g 55. Rồi em chốt cho mấy chị 1399. 3.569.000. 3569 à, cực kỳ đẹp. Đợt rút đầu tiên mà không bằng kia chê là không đẹp. Bạn chê đúng nha mấy chị. Bạn chê đúng nha. Đợt này là không có như vậy nha cả nhà. Nào nói thiệt nha. Em có sai là em nhận sai, có sao em nhận vậy nha mấy chị. Nhưng mà đợt này rút về là mấy chị, em về dây lớn á chị cũng phủ nano đẹp luôn. 3569. Một sợi duy nhất à. Đồ bộ nhóm chị nè, chuyên bộ đồ bộ nhóm nè. 3569 mấy chị ghiền em, mấy chị không có lỗ đâu đừng lo. Ta bán chiều rưỡi chiều sáng hết rồi. Đây nè, đẹp dễ sợ chưa à. Nửa mẫu ơi, cái mẫu nửa ganh gặn á, mấy cái này nè, em gỡ này ra được không? Em thay hết cái này cho chị đi ha. Cái này nó dễ cầm mấy mẫu ơi à, cái mặt này không có tháo rời được mà chỉ đeo được hai kiểu, dời qua khúc đầu với khúc này dùm em thôi. Rồi 1399 dùm em nha. 3920. Em có cộng 1 mà ai đầu đọc đầu em nha mấy chị. Đồ là đồ VIP với mấy chị. Đeo được hai dáng kiểu. Một mấy chị đeo xuống cái mặt gì, hai mấy chị kéo lên khúc đầu cho nó làm cái toàn ten như là cái dây cặp tia đồ hiệu vậy đó. 3920 à, bán mấy này cực lắm mấy chị. Nhiều phim em ít bán tới lắm. Em ít bán tới lắm. 1399 dùm em. 3.920.000. 392. Chốt cái này mấy chị chốt kỹ giùm em đi, tại vì giờ này xả vô xả ra gì em đau đầu. Rồi 3569 nè, con lấy của chị đó ra đi con. Đưa ra đi con. Rồi lấy 3920 nè. 3569 con nhớ không? Cái chị Kim Trần chị chốt lại 3569 á. Rồi. Rồi ok, rồi bây dính hết nha. Đặt cọc giùm em 3 triệu, dưới 10 triệu đặt cọc 3 triệu. Một sợi duy nhất luôn, không có sợi thứ hai. Mấy chị rút xuống về để ra 482 nè, muốn ngắn hơn. Cái dây chỗ này mấy chị nhớ nha, về mình rút được nè, muốn rút đâu mình rút nha. Cho con nít đeo được luôn em đó, à, thoải mái lắm. Rồi em có một sợi dây trong trống. Em sell cho 1399 bữa nay vàng lên lắm mấy chị ơi, giá 175, 165 hết rồi. Nói chung là lô này tại vì em trả tiền trước cho người ta đó, cho nên em được giá tốt. Giờ em bán xong mà nhập lại em nhập được giá này à, em bỏ qua mẫu luôn nha này thì được, chứ em nhập lại bây giờ không nhập được. 4.130.000 bạch kim Italy CN 750. Rồi 4.130.000 giùm em à, đẹp xỉu luôn em, nó muốn rút ở đầu rút. Dài nhất là 4.5 tấc. Dài nhất là 4.5 tấc. 413 cộng 1 chuyển khoản giùm em 3 triệu nha con. Cái nào vô liền, cái nào chưa ấy vậy bác. Rồi có con vô đó làm sao đó con gái yêu. Ờ thì cái nào ấy lại đơn tôi đô like mày ơi. Không có, không có bơm món nào hết đó. Đưa đây đưa mấy món tôi lại mấy món mày. Trời tự nhiên cái mắt đáy nó cũng kỹ chạy mấy chị có thể nào đợi em xíu được không. Giờ em sợ bệnh lắm. Em đi được không. Trời ơi kỹ chạy. Mày nhớ để cái thẻ người ta không gói nha. Lấy miếng mút đó. À, em đi cái nghe mấy chị. Không để like cộng này em đi. Em đợi em xíu. Quỷ mẫu nó không chịu lên. Phạt đó tháng này chừng nó 3 triệu tao khỏe rồi đó. 3.038.000 nha. Dạ 3038. Đây à, em có cái này lấy rời mặt ra được nha. 3038. 3038. Em chốt cho mấy chị giá yêu thương nông đầy. Có 1 cộng 1 duy nhất à, Vinh. Đợi mấy chị em chạy lẹ lắm. 3038. Chốt cho Miễn Ngân. Cái đó lấy không con? Lấy nè. Gọi nào bơm đâu con? Nè con gái. Mẫu. Nè con vô lấy gỗ làm mẹ đi. Tao lấy cái xuống liền. Để tao lấy cái này cho. Nè nè gỗ nè có giá nè. Con lên mấy đồ xe cho mấy cô đi. Tao chạy, chạy lẹ. Ê đừng đi ra nha. Để tội nghiệp đi. Xuống nhắn tâm tôi buồn. Bao nhiêu phải không? Gọi xíu lại lại. Ok à, vậy đi. Ơi gớt cái nhẵn xuống rồi kìa. Ơi gớt cái nhẵn xuống đất rồi chị Linh ơi.
sao mẹ chạy dưới gì? Chạy té rồi nói. Mặc đồ con thật năm đâu à? Con bật nhỏ nhỏ lên ruột băng gì rút hả chị, để em lên nhắn giống chị Vinh, nhắn chị Vinh, nhắn hello hả chị Nguyễn ơi, phải nhắn hello không chị yêu. Vậy này sale cho mấy chị 1-2 năm luôn nha mấy chị. Triệu 500, 4.370. Ê chị Linh ơi, cặp nhẫn cưới anh chị đang đợi em á chị Linh. Ê bóng ngọc chưa? Bóng ngọc dùm đi. Bóng ngọc. Hát tên á, Tài ơi quên nữa. Có để trên giấy ha. 4.370 sale 1-2 năm luôn nha mấy chị. 4.370.000. Ai chốt comment mã mem 4370 nha mấy chị ơi. Nhắn alo giống chị Vinh không biết ở đây có không nữa, để xin kiếm cho chị Nghi Nguyễn nha. 4.370.000 ai chốt comment mãi mem 4370 nha mấy chị. 488 mà ngắn quá, một cái này nó là chị ơi, tùy cái nhầm cái nó có mắc nói, nhầm cái không có mắc nói chị bé Bi ơi. 4370 ai chốt comment mãi mem 4.370.000 nha mấy chị, sale 1-2 năm nha mấy chị yêu. Chốt comment mãi mem nha mấy chị. Nhẫn full hộp đem lên. À mẹ vô tới rồi. Dạ 4.5 chị Mai Linh ơi. 4.5 nha chị Mai Linh. 4.5 chị ơi. Có halo này được không chị? Halo này cũng giống chị Vinh đeo nè mấy chị, phơm chung nè mấy chị yêu. Mẹ vô lại nha. Mày hai con mày không lại Vinh. Mày 300.000 mai ngày đó. Hả? Nãy giờ tao thật thiệt đó, nãy giờ. Để công bằng với mọi người chứ. Quỷ cắt tem ra nè, à, tiệm đi chạy lòng không đem nhỏ này ác cái đâu. À em đây rồi, cái này có số lượng nè, màu anh chuông chi pho phai xít xít rồi xế danh, xế danh là 7+ đó bà, rồi đẹp lắm đó, à, em về 10+ bán 3+ còn 7+ nha, ghép luôn mà em nè. Đây nè, à, đẹp xỉu chưa? Ghép bông mai luôn mềm ha. À, đeo được 2 form nha, rồi có 7 sợi. Ruột băng mềm á chị. Trời ơi, nó có đăng hình hôm qua đó mắc gần chết. Nhập cái ruột băng mềm nó thời điểm này mắc dữ lắm. Rồi chốt em 1399 nha. 2.786.000. Mấy chị sẽ được hai dáng kiểu như gì nè, cực kỳ đẹp nè, em gái cho mấy chị coi nha. À, em mới cho chị coi gì cũng đẹp ha, gì vẫn đẹp. Gì cũng đẹp luôn em, 2786. Rồi. À, 2786 giùm em, đặt cọc 3 triệu mới được nha. Còn vô 2786 thì đặt cọc 2 triệu rồi, 2 triệu đi. Tại vì nó chưa tới 3 triệu, còn mấy trăm ngàn em thâu hộp. Rồi tình yêu Phạm Hiền một sợi, Võ Hạnh một sợi. Nè con lấy cái này ra luôn nha con. Để nó xíu mày trả thẻ lại tao nha. Để nó gói. Nè 7 sợi nha, lẻ hết rồi. Rồi 1399 bữa nay hết. Nhớ thì trả thẻ ngay, đợi mâm mấy trăm ngàn đó. Rồi, son nè, son em bị ơ đó ngàn sao rồi, bơ rụng không đi đâu rồi. Sao hả? Thôi. Hẳn gì hẳn? Rồi em bị 10 món bơm nè, em lên bơm với mấy chị 10 món son nè, lẹ lẹ nha. 2786 Thanh Phú nè, tình yêu Trần Mỹ Ngọc nè. À, rồi tình yêu Gia Linh nè, có 7+, 7 chị nha. À, rồi Hằng Bùi giùm em nè. Và Quỳnh Minh Tâm nè. Dễ thương lắm mấy chị. Rồi hết trơn mấy chị ơi, Mimi nè. Dĩ gúc 10 triệu có nè. Một mâm đây nè, mà phủ nano rồi đẹp lắm luôn á. Rồi hết. Rồi em lên cho cái này sòn nha. 20.500.000 sale 20% còn 16 năm. Sale 20% nữa chốt em 13.199.000 nha. Em lên 10 món sòn bơm của ca trước nè. Mua nhanh giùm em. Em bán như đồ ý luôn đó, tình yêu xinh đẹp. Dạ chị Phương mê em lắm. 13.199.000 dây sòn dùm em. Ai bỏ lỡ tiết đặt lại là 20.500 này sòn nha. Xong để ghi qua chùm lộn mấy con yêu xinh đẹp. Đặt bây giờ mai ghé tiệm được không? Được, chuyện cọc đi. Cọc đi, rồi sòn ghi nè con, để hộp chưa? Để hộp đó chứ. 13.199.
xào này, tường vi trần. Mấy chị không chỉ là giờ này em lấy bán rồi, nghe mấy chị nào nói trước ta. À, 13199 rồi, chốt đơn em hết. Rồi, dây chuyền giùm em chốt đơn dây màu hồng nè. 5.900.000 đổi cùng loại lỗ yên gì đổi khác loại cộng thêm 5%. 10 à, vàng à, vàng 6 mấy chị vàng 600 610 đổi lỗ chỉ 100.000 hư thì mấy chị đổi qua đồ ý thì 150 vậy đó. Rồi 5.900.000 dây sòn luôn giùm em. 10.500.000. 5.900.000 sòn nha. 10 món nè. Con lấy cái hộp này vô sòn hay dễ không? À, về có chị bán em ơi. 5.900.000 LG màu hồng. Rồi em chốt tình yêu ban mai. 5.900.000 ban mai. Rồi để dinh lên. Chắc đơn nha con. Chốt trên like là phải có đơn đó nha. Có là bị đền ta đền nha con. Tại vì cho người ta lỗ mà tôi luôn không có là bị đền ta đó. Mà nói thẳng đây cho mấy cô biết luôn đó. Rồi 5.900.000 nè. Này cho ông Quỳnh mà chụp cho ông Quỳnh coi, 144.000 của bé Hằng. Hằng ơi, lắc tay 7990 nè con, bộ cái lắc này rẻ quá, chút xíu không có đâu đền hay con. Có báo cho người ta xả trong kia chưa? Rồi 799 người ta không chịu làm báo nè. Ý đồ sòn cũng cộng thêm 500 chị, 15 thì thành 20. Còn đây trong tháng lỗ 10 thì thành 15. Ví dụ trong tháng 7990 lắc sòn nha quý vị ơi. Quý vị bông ai cái dây 5.900.000 vô gọi cho ai đó con. Dây 5.900.000 ở trong tủ còn cộng nó bên đồ lẻ nè. Con vô 5.900.000 ở tình yêu Thảo đi. Lý Thảo 5.900.000. 7.990 Ni Phạm nè, sòn đó gái. À, rồi cái lắc tay vô cho tình yêu Ni Phạm nè. Rồi chốt nhẫn em mấy chị ơi, 14k nha. Nè bé Mỏng, lại đây chị chỉ này nè bé Mỏng. Nè 14k hàm lượng phải đến 585 chứ sao 14k hàm lượng đến 5750. Hiểu không? Ở trên là con ghi vậy, ở dưới con ghi khác đâu đúng được. Và đổi mẫu thì lỗ 5% trên giá trị món đồ, ví dụ như cái này 9.500.000 thì mấy chị lỗ 475.000. Rồi 9.500.000 giùm em mấy chị để ý nè. Cái này nó sòn chữ nhật mà nó đi ha, sòn vuông mà nó đi cũng hết cái vòng này, nó đi nằm ngang nó chéo nhìn nè mấy chị. Nguyên cái nhẫn sòn hộp 2 ly mấy đó, trong 2 ly đâu. Dây nhí hết rồi, tình yêu xinh đẹp. Dạ ok, tình yêu ánh dương 9.500.000. Rồi em xả luôn cái chiếc này 9.000.000, ai mua được hon nha. 14k. 14k. Nó có cỏ 4 lá nè, đưa cái dây này coi bà hợp không. 14, em chốt cho 9.000.000. 22.000.000 nè, em xả đơn mấy chị. Ghép 2 ly sòn luôn, mấy em to đùng. Em chốt đơn cho 15.000.000 đó bông sòn này. Có 15.000.000 và cả nhà ơi. À, 15. Rẻ banh nóc. À, 15.000.000. Nhẫn này 9.000.000 có năng là hình lên bán nữa con. Rồi cọc rồi cho chồng em à. 15 giùm em. Siêu rẻ luôn bông tai. Em chốt cho quanh trường gái. Mấy chị đừng đặt cọc 1.000.000 nữa mấy chị. Dưới 10.000.000 đặt cọc 3.000.000 giùm em đi, 1.000.000 chút xíu cũng chuyển thêm, mà bên em không có chịu lên đơn 1.000.000 cọc đâu. Trên 10.000.000 là 5.000.000 giùm em, để mất công với chuyển thêm 2-3 lần cũng vậy à. Chứ đâu phải chuyển 1.000.000 xong đâu, chuyển chút xíu mấy triệu như đồ của mấy chị mà. 15.000.000 là phải chuyển thêm 4.000.000 nữa. Mà dưới 10.000.000 là phải chuyển thêm 2.000.000 nữa mấy chị ơi. Rồi chốt đơn em dây chuyền 8.000.000. Xả luôn nè mấy chị. Cái mặt này tách lẻ được luôn nha mấy bà. Ờ ơi, toàn đồ biết không, đồ sòn nó mà 8.000.000. Ờ 8.000.000 lên luôn em nè. Anna Phạm em 8.000.000 nè, sao 15-20 phút em không nhận được tiền cọc là em tự xả đơn luôn nha mấy chị, em sẽ báo em tin nhắn mấy chị nha. Rồi 18.300.000. 18.300.000. À, cực kỳ đẹp luôn em, sòn luôn em, dây to đùng luôn nè mấy chị nhìn. 18.300.000. À, cái này là nãy cách chốt mà cách chưa chuyển đó, em lấy bán với chị luôn nha mấy chị. Rồi 18.300.000. Rẻ không thể nào tưởng tượng, dây sòn đó mấy chị. Bao giá chứ. 18.300.000 dây sòn. Rồi bông ghép này 32.000.000 giùm em.
chủ sòn 4 ly. Đây thì chị đưa cái dây 18 năm 18 bài cho chị coi đây. Bỏ bớt chút xíu, bỏ bớt cái tem ấy nè, để tem zin 18 ba đẹp lắm nè chị. Bốn lá chưa có thế thôi, bốn lá chưa về đó. Còn anh nó bị ẩn cái bông giùm em, chủ sòn 4 ly 32 triệu, đổi lô 10 bán lỗ 15 nha. Này nó có chủ nè, đã ghép nó ghép to, đổi lô 10 bán lỗ 15 luôn em nè, 32 triệu. Cặp hộp không 4 ly mấy chị đã mua giá tiền này rồi cả nhà, cặp hộp không 4 ly đã mua giá tiền này rồi mà giỏ với hộp luôn, em tính mấy chị có 32, rẻ quá trời luôn, rẻ xỉu 32. Gì bì ha, rồi rồi em sống này em lên cho mấy món này. Chị Viên Chương em lỗ dữ lắm đó, chị Viên Chương 10.600.000 này, có chị Hằng chốt nè, có lợi tiện không? Ê này nãy chị Hằng có chuyển tiền không? Rồi em xả cho mấy chị 10.500.000, 16 chị mới chốt được 10.500.000 đó. Khách ghé tiệm không có chuyển cọc em cũng lấy ra luôn nha mấy chị ơi, 10.500.000. Cái đó dính chung không có lấy lẻ được á. Chị mua đi, 32 rẻ lắm. Chị thương em, chị mua giùm em 10.500.000 giùm em. Rồi chị Trang Xuân nè, ví dụ 10.500.000 mấy trên 10 triệu là mấy chị cũng đặt cọc 5 triệu đó mấy chị ơi. Rồi ơi, rồi chốt đơn em 10.500.000. Lý Thảo xả 5.900.000. Rồi cái Lý Thảo không khỏi lấy gan hay không? Hồi nãy chốt dư bên kia cọc 10.500.000 em hết rồi. Mặt này mặt to với mày mặt nhỏ nhỏ à, đi rút mắt. Rồi từ từ xíu dinh vô comment cho tình yêu với Gia Bảo ấy. Đây à, phơm lớn nha mấy chị xinh đẹp. Dây em đang đeo là 18.500.000. Chị xã em gọi đó Thảo. Rồi mặt dùm em 11.500.000. Cái túi này túi lớn mấy chị, túi này em bán 16 năm là rẻ nhất rồi đó mấy chị. Có đợt là 18 năm đó. Bây giờ có 11.500.000 mà full sòn luôn em, mặt thương hiệu hó mẹt mát mát nè. Món này là mệt mệt đó. 11.500.000 tình yêu Ngọc Quyền 115. Rồi 18 triệu bạn này luôn nha. Xả lỗ 18 triệu này luôn em. Ngọc Quyền đã 2-3 món cái gì đó. Có xả gì không? Báo em nha. Anh cái bánh Batiso giờ nó chèn chèn bán hỏng hoài. Dây này 18 triệu bạn mua ở đâu được? Cái mặt này không, 24-25 triệu rồi cả nhà à, 18.500.000 cái 18 luôn. Lên như chuyện mặt nhỏ nha. Ờ à, không muốn nữa. Đây tự nó đây, cái nhẫn này chị nào ni 12, 13, 14 vừa ni ấy giùm em nè. Em sale luôn cho 20, xả lỗ cho 20. Ni phải vừa nghe mấy chị. Em bán lỗ mà tại cái ni nó không vừa là không được. Ni không vừa không được à. À, 20, ni 12, 13, 14. Em có lắc chân, để em lên lắc chân nha. Nhiều đồ lắm. Chị nào mà ni mà 12, 13, 14 là ok. Cái lắc của cô Ni Phạm Sòn xã 799 20 đó mấy chị. Nào lấy báo em. Rồi đâu này em xả cho mấy chị 15 triệu đâu này. Tắm 1 ly 9, 2 ly luôn mà em đích đẩy bông mai nha. Rồi 15 triệu giùm em, một đôi duy nhất giùm em, nhận giùm em từ 4 ly rưỡi cho tới 7 ly được luôn. Hai nhỏ hơn 4 ly rưỡi không được. 799 con vô tình yêu Phương Thanh Nguyễn, cái lắc tay nãy đó con à. Rồi chốt lùm em này, giá quá yêu thương 15 triệu. Hai chục mới được Phương, em xả lỗ em. Mẹ sòn em còn một mẹ nè, 30-33 triệu mới chốt được. Dạ si trắng được chứ, 20 si trắng được mà phải vừa ni tay, ni hơi tròn tròn đó chị ơi. Rồi chốt em 24 triệu, 79-90 chốt cho Phương Thanh Nguyễn ơi. Coi cho ban mai đơn 20 ngàn ở nước ngoài Việt Nam con ơi. 24 triệu mặt mẹ đó mấy chị đẹp lắm, sưu tầm mẹ đi mấy chị. 24 ai lấy báo em nha. Rồi em còn một cái mặt này thôi, 15.400.000 à, mặt à, mặt này ghép đem coi bao nhiêu đường kính ngang bao nhiêu ly. Đi lúc chưa lên từ từ em lên tới vậy.
11 ly nha. 20 mới bán được tình yêu ơi, không bán cái đó được. 15.400 xả lỗ. Mặt mẹ tình yêu xinh đẹp. Mặt mẹ là 1 ly 7. Rồi cái này em 15.400. 15.4. Em bớt 1 triệu mấy em lỗ rồi, bớt ngon được để bán tiền. 15.4 là cái mặt sổ luồn của cái đó dùm em. Mặt mẹ 8 ly 7 dùm em. 24 triệu. Ngộ đẹp mấy chị ơi, nhìn lòng trong luôn em. Mẹ cực kỳ đẹp luôn đó. 24, rồi em quay nha. Rồi bây giờ em quay. Như chữ B nãy chị nào hỏi em nè. Chữ B, chữ B. Cái nào mấy kêu lên đơn đi con. Mấy cô giờ ý cũng vậy luôn, mấy cô cũng chuyển máy ra tao bán liền mày ơi. Rồi đây 17.748.000. Rồi cái này em có 1, 2, 3, 2 dây. Mỗi cái có 22 nè. Thôi lên lẻ số lượng trước nha con. Bông bận chịu mốc từ từ Vinh lên cho nhiều đồ quá là không nổi chị ơi. Rồi mỗi cái em có 1 sợi thôi, dài nhất là 4 tấc rưỡi. Chị bên mấy chị đeo sát luôn cho em, gì đeo xéo cũng được luôn. Áo thùng, áo bẹt vai hay gì cũng đẹp hết, sale có 1.2 triệu như da vàng. Chứ không cho đổi lên mấy cái này hết đó chị Vinh nha mẫu. Chị like dễ nha mẫu. Rồi chốt đơn mẹ hôm nay. Đó đeo được 2 kiểu nha. Và vàng hồng chị, vàng hồng chị yêu. Rồi chốt 2.688.000. Không có đặt cọc 500 triệu mấy chị. Cái nào mà nó dưới 3 triệu thì mấy chị đặt cọc 2 triệu giùm em đi. Còn từ 10 triệu trở xuống là đặt cọc 3 triệu, đặt cọc 1 triệu chút em cũng bắt chị, em cũng bắt chuyển thêm à. Để nó đừng có lu bu tội nghiệp em. 2688 cho Diễm Lê. 2688. Rồi, 2688. Rồi bây giờ hết rồi. Rồi cái này em ở ngoài là halo, ở trong là đẹp em chưa nè. Chị rút hàng cao cấp của Nano nha nè. Mặt dính chung không lấy liền nhưng mà đeo được 2 kiểu. Mấy chị một là để chính giữa này, hai là để cái mặt đầu cái chỗ cái bi này sẽ đeo được 2 form. 1399 1 gram, đầu VIP giá rẻ. Chốt đơn em 3150. 3.150.000 có 1 cộng 1 hả mấy chị ơi. Một sợi một duy nhất. 3.150.000. 315. Rồi ok, rẻ lắm rồi gái ơi, chị bán lỗ 1 triệu mấy mà. Biết tấm em rồi, em có nó có hồng, nó hồng, nó dốc, nó sậu, nó ba lá ba liêu. Cũng không có nổ luôn mấy chị. Tấm em không có giá bộ mấy chị ơi. Em lỗ thiệt, em nói em lỗ thiệt. Chứ em lỗ 1 triệu mấy là sự thật chứ không có giá bộ mà. Nói mà để mấy chị nghe mấy chị ham đâu. 315 chốt cho con gái em. Dưới 3 triệu đặt cọc 2 triệu nha. Dưới 10 triệu đặt cọc 3 triệu. Trên 10 triệu đặt cọc giùm em là 5 triệu giùm em ha. Chuyển 500 triệu chút em cũng mắc chuyển thêm à. Mắc công lưu bù em mắc nhân viên trên lậu làm vậy đó mấy chị. Rồi chốt cho tình yêu nè Bi nè. Rồi chuyển cọc đi em, chuyển 5 triệu. Rồi chốt đơn hết. Hết rồi chị yêu ơi, 315 hết rồi, 20 hết luôn rồi chứ. Rồi đây em nè. Mặt bông mai luôn em nha, hàng VIP luôn em. Cái dây của nó màu trắng tươi, mấy chị để gần mấy chị coi nè, trắng vậy nè. Em chị ít chịu bán dây lẻ lắm mấy chị, em để chung như thế này em bán luôn rồi. Tại vì cái này em về lẻ nhiều, cho nên dây rút em ít chịu bán, 2 triệu mấy ngoài nó không có lời lớn. Chung chung gì cho mấy chị luôn cho nó đẹp. Mặt nhỏ nhỏ nhiều khi nhiều quá không có chỗ để. 3.509 nha. Con vô phụ mi bị 20 chứ con. 3509. Chữ B là 17.748.000 chứ ơi. 3509 dây bông mai nữ hoàng Ngọc Quỳnh. Đẹp lắm mấy chị, có 1 cộng 1 muốn kiếm thêm cũng không có. Rồi em chốt đơn cho dây nữ hoàng này, cái mặt tách lẻ được nha. Cái dây này dẫn gì. Hết rồi mấy chị ơi. Dây dài nhất là 4 tấc rưỡi nha. Sao mấy miếng đen trả lời này hay không? Rồi chốt giùm em là 3290. 3.290.000 giùm em.
Trời đẹp dã man mấy chị ơi. 329. Rồi sống này chút xíu qua lại đi lên nó khác á. Nhỏ mệt mệt á. Không mà tới tới khác. 390 em chốt tình yêu Tiết Vân. Tiết Lê. Rồi em hết. Còn gì dưới đây trời ơi. Còn còn nhiều lắm nha bạn yêu. Một thùng, hai thùng, ba thùng. Rồi. Ba thùng. Rồi hết rồi đó. Rồi tới đuổi nè. Dây này còn là 6 cộng lên luôn đó. Lên cho gọi xong anh đi ha. Còn 6 cộng lên luôn mà em nè. Cẩm Bồ xã 13 triệu mấy nè con. 13812 nè. Mấy bán người khác con này. Rồi mẫu các em có 2 sợi nha. Rồi này em có 2 bông mai ghép. Dây rút cực đẹp luôn em có 2 sợi. Rồi em sale cho 1 triệu 3 mấy thôi. Rồi chốt đơn em 3190. Có 2 dây mấy chị ơi, đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Đó, 3190. 13812 chốt cho chính em nè con. 319 có 2 cộng. Hết rồi, Thảo Tiên với Xuyên Mỹ nè. Chốt đúng người luôn nha cả nhà. Chốt đúng người luôn. Thà để nhân gian phụ người đi chứ người không phụ nhân gian nha. Rồi chốt cho em 319. Thảo Tiên nội địa. Xuyên Nguyễn. 319. Rồi em hết rồi. Rồi dây vuông nè, chữ nhật Amaro nè. Em có 3 sợi thôi. À, đây có 3 sợi em ha. Cái này dây mặc dính chung không có bán lẻ cái ơi. Em bán chung, dây dính chung đâu gỡ lẻ được đâu. Về VIP gì mà đâu có ai có dây này đâu. 194. Em chốt đơn cho 2716. 2.716.000. Đó, đẹp xỉu chưa? Mấy chị đeo được 2 kiểu nè, một để giữa, hai để gần đầu. Mấy chị cũng đeo sao đeo em nè đó, dễ thương chưa? Để gần đầu là lên cổ nó gì? À, 2.716.000. Con 312.319 nè con, bộ mày nhớ ai vậy con? Nhìn về đường chiếc mai trời. Vô tao đàng hoàng ha. Con nhìn đây hả? Nhìn ngoài xe sắm chứ hả? Rồi 2716 Chin Moni nè. 15 cũng không chuyển là em vui lòng. Em mạo muội em xin em tự xả ra luôn. Em bán người khác chứ mấy gì. Điều mấy câu nào mấy xả ra luôn hay con. Rồi tình yêu Tú Kim nè. Chứ mấy chị mà 15 phút mà muốn mua là 15 phút chuyển được rồi. Chứ không phải 5 phút mấy chị ơi. Nhiều khi rửa tay 15 phút rửa cũng kịp rồi đó. Rồi bây Vinh hết. Rồi còn 2 cộng cuối cùng nha. Rồi nữ dây hoàng ghép luôn em nè. Nha có tổng đen tăng đưa rồi 2 sợi. 2716 hết rồi. Rồi em còn 2 cộng cuối cùng. Dây gút em ơi. Mặt 24 mới được chị Phương ơi, em bớt không được. Giá đó làm qua hai mấy chị kia chút vui em lên lại đó. Là mấy chị đang vui em đang buồn luôn đó. Rồi mấy chị nào chốt 24 triệu là đang vui luôn. 3.010.000. 3.010.000. 301. Rồi có 2 cái hết luôn. Rồi em gái quê với Thiền Trang. Rồi em xong mặt này em hết. Nhà mình có 1 mâm mà. Mình muốn nhiều cũng không có. Ngày mình chỉ được 1 mâm thôi. Rồi qua mấy cái happy đó nghe mấy chị. Cứ ngày em chỉ cho mấy chị được có 35 cộng thôi à. Xong rồi đó. Chuyển khoản đủ giùm em đi. Chuyển khoản cọc giùm em đi. Rồi em có ni tay lớn nha mấy chị, ni tay 12, 13 nha, em sale cho 1 triệu mốt. Ni tay bự nha, 12, 13, 14. Cắt ni không được nha mấy chị ơi. 9.856 nha, 11 triệu mới mua được đó. 9.856. Ni 48 vừa luôn á tình yêu, ni 48 không vừa bạn ơi. Xả chính em cái dọc nó ra đây, con này bán hình đi, con tự nhờ xả 3 người rồi, nó có ngu này. Rồi 9856.
Ni bự nghe sale 1,1 triệu sướng đó. Dòng này ni tai 50, 51, 52, 53. Đường kính 17, 5, 18, 17, 15, 18 đều được. Rồi thương fan. Rồi em hết rồi. 24 triệu mới được chế yêu ơi. Dòng gắn giam em là 14,016,000. 50, 51, 52, 53 đều được. Full day luôn em nha. Cô em qua đây một con ơi. Em ơi coi cơ chế cái con. Chưa vũ đem thuốc vô chơi cho uống thôi em ơi. Máu ơi. Chưa vũ là bọc thuốc xuống uống cái nào buổi trưa đó. Ủa buổi trưa uống sao ăn không à. Ở chưa làm. 14,016,000 gắn bi bèo luôn em. Full sò. Ờ đây coi bill cho Lam Nguyễn ha. Chị nào 50, 52, 53, 53 là đây ok đó. 50, 51, 52, 53. Dòng gắn nó chị muốn em chỉ ra không có chỉnh đi được nhiều chị. Em có một cái mặt trò nồi nè. Đẹp chưa em sale cho 1,1 triệu. 1,1. Đẹp đọc lại luôn em cái đầu luôn em 6 luôn 2 tuần. Dòng ngắn có 14,016 rồi mấy chị. 8,679,000. 8679. 8679 sale cho 1,1 triệu. 1,100,000 gam 8679. Đó, đẹp luôn em rồi em chốt tình yêu phương một. Dòng ngắn là 14 triệu á với chị em 14,025. Rồi tình yêu phương hồ dùm em. Dạ gắn nó gắn ý chị có 14 triệu à. Gắn ý. Đồng hồ tặng mặt luôn nè mấy chị. Cái đây em chốt cho mấy chị 1,150. Chữ B là 17,748,000 chứ chị B. 17,748. À, rồi cái này mấy chị đeo tầm 50, 52 vừa liền. Mà đồng hồ nha em đã cắt được nói được nha cái mặt em tặng luôn nha. À rồi em chốt đơn cho 21,988,000. 21,988,000 dùm em. Em sale cho 1,150,000. Vui cái thuốc của em á. Ừ tính đây chứ mà bạn. Không có ai em nhìn gì đâu. Mới được, thể sạc. Chứ kê em uống thuốc đi. Ủa tính hết rồi đó. Đưa cái bịch thuốc em uống hay buổi trưa em thấy nha nè. 21,988. Ủa nói gì thế vậy không kìa. Để uống chung với hai vậy nè có này. Rồi em có kêu Bảo Bình. Để cái tay bà sạch không bạn? Ừ, gì trước ờ, cái tay con dơ lắm hen. Ủa, rồi bọc mũi chưa em đâu Dũng? Hả? Thuốc đâu đem tự uống cho. Đó, uống đi. Có nhiều vậy hả? Ừ. Cái dạy cho em nó ra uống bà đạn vậy thôi nhiều uống lộn sao. Uống cái này nhiều bình thường cũng sao. Cái này là không được không được cái chị ơi không được. Chị Bảo Bình em bớt không được em tính có 1,150 cái mặt em tặng luôn mà em có lấy tiền. Tại vì ba cái đồng hồ là em tặng hết. Cho nên chị em được là mình để cho người sau nha. Bà thương em đi tội nghiệp em. Nếu như cô Bảo Bình mẹ bớt không được. Bớt không được Bảo Bình ơi. Lắc tay em xe cho 1,000,000 gam nè. Ni tay 50 trả lại dùm em nha. Tại em tính xác rồi chị. Này, cho nó lên đúng cái số đúng cái giá gam của nó đó chị. Chị yên tâm ha. Em cân nhắc lắm rồi. Em bớt chị 700 mấy bớt không được. 25,730,000. Mấy chị ơi ni tay 1 tấc 55 trả lại nghe ni tay 49,50 trả lại em cắt ni được không không có ra đi được em sale cho 1,000,000 trời ơi đẹp nè xuất sắc chưa 25,730,000 lắc gút không có chị yêu ơi không có đồng hồ cô trong đó có ok giá đó không con ơi bao giá cho chị yêu chưa bán giá lên cân nhắc tài trên mấy chị cứ yên tâm lên là sát cháy à 21,730,000 sale cho 1,000,000
Rồi em có một cái dây LG 4 tấc, 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi đeo được, em sale cho 1.3 triệu. 1.300.000 em đá cao cấp nha. 1.3 triệu. 706, con hỏi cô đồng hồ cô ok em con, bớt không được con ơi, không được. Chốt đơn cho chị sao nghe con. Mẹ con đắp này có đặt lại sư diễm được không? Không đặt cái đó được. Không nhớ mẹ, em hỏi thử chủ 3 ly 8 á. Em hỏi thử đi, hỏi thử biết chưa. Nè, anh này cái giá anh tốt nè. 9178. Con cô đồng hồ con cô trả lời sao, ok em con. Không ok chốt lại cho cô sao nè. Chị Phương chứ canh kìa. Rồi cho nó cọ chua dữ lắm. 9.178.000. Ai điện dữ con? 9178. Cô chị không con? Chú trả lời chưa? Nè nè nè, chị ơi, chị Bảo Bình ơi, 21.988.000 được không được em á? Em bớt 1 triệu bạc đó không được, được em chốt cho người sao nha. Thôi thông cảm giùm em, đã đâu có lời đâu bớt 900 mấy. 1 triệu 1 gam 25.730, xe 1 triệu. 25.730 xe 1 triệu. Giá sát lắm mà Lữ Chiêu Dương của chị ơi. Ruby Hà xe cho 1 triệu 3. Em lên giá cân nhắc sát cho mấy chị rồi. Rồi. 9178 em hết rồi. Hỏi cô luyện con mấy tao chốt cho người sao con? Dòng cặp ni 4850 nè, 4849 nè. 50 đây không vừa nè. Cặp chấm bi nè, em sale giá 1.2 triệu. 1.2 triệu, 1 triệu ra mới được tình yêu xinh đẹp. Chị Bảo Bình sao rồi, chị nín thinh không nha con. Rồi vậy con chốt cho tình yêu Ngô Phương đi. Con bấm xã cô Bảo Bình luôn đi con. Bấm xã cô Bảo Bình đi. Nó không cảm em. 8616. Nó cũng bớt không được. Một cặp luôn em đi tay 47, 48, 49 đeo dừa. 8.616.000. Đề nghị chút về gội đầu nghe quá trời cái đầu dơ. 8616. Trời dòng nó đẹp lắm. Dòng 5 hộp mười mấy triệu còn. Hồi nãy 14 triệu mấy ta chuyển vẹt cho con, dòng 5 hộp ta chuyển chưa? À, hết rồi gái ơi. 8616 dòng cặp đi nhỏ nghe Minh Tiếp Hoàng. Con vô cô Minh Tiếp Hoàng nè. 8616. Rồi. Rồi em hết. Lắc tay đẹp luôn em nè. 48 vừa đó gái yêu. Rồi đi tay 52 trở lại giùm em nha cả nhà. Rồi em sale cho 1 triệu lấy 50.000 gam, 1050. 1 triệu là rẻ rẻ lắm luôn á Lữ Chiêu Dương. Vậy bao giá nha. Tại cái đó nó còn đi tay nhỏ cái viên chữ nhật Amaro đó, hàng cao cấp á. Em thấy cái hộp máy sáng chân không? Ý mà qua camera mà nó sáng gì đó, ngoài nó sáng hơn nữa. 13.923.000. 13.923. Xả kiểu dây của Yến Quân nè con, 315. Xả lan lỗ cắt nào cho mấy chị, xả dưới đây lỗ cọc 50% em ha. Rồi 13.923.000. 1050. Cái này mình mua nếu mà thiệt sự bây giờ sắp tiền đi mua chỗ khác với giá gam này. Mà không có kiểu như vậy luôn nghe mấy chị. Nếu như có là phải trên 20. Uy tín với mấy chị của người lính luôn. Rồi 923. Em thả cái trái tim ra đây mẹ. Rồi em hết rồi. Kim Năng chắc ở bên này, chốt cho Kim Năng đi con, trong tủ chứ còn chứ. Tủ còn chứ cái tiền nó sẽ khác nhau mà đồng giá 1050 nha. 315 con chốt cho qua Lộc Phát lại nè. Cái yêu của mẹ. 315. Cho ta 77 không à. Cho ăn trước cốt giờ nó ở chưa à. Có tử. Nè mua đi, chợ này đẹp cũng chết luôn em ơi, mua đi. Có hiếu với cha mẹ đi rồi nữa. Trời Phật cho em xinh đẹp thì giàu có. Đó. Đây 25.730. Sell cho 1 triệu. Mẫu ơi cái dòng xảy ra chút xíu xuống tao tặng cho bạn nha. Đám cưới thì từ từ mấy bà đừng đòi cưới tao nữa, tao cho nhiều. Đầu đầu cái tao không cho nhiều. Em chịu à.
chưa kịp tới là nhắn tin đòi lương tao rồi. Nhi khùng nó đó, chết xỉu nó chịu. Mà nó cũng mới vô làm đó. Thường nó làm lâu chưa tao đâu nhớ. Gì mà nói gì, phạt mang 100.000 nó mày nhớ không? Không tha son tha bọng gì trơn á, không ăn cố. À, con vô bao một năm chưa con? Đi làm này xấu quá à, sao được? Cái môi mày đi đâu, mày đưa mấy cô trên live chim mấy cô coi có môi mày đẹp không? Một tháng mới vui vẻ 3 triệu. Ba chạy sữa uống mình về. À, rồi em chốt hết rồi. 14 triệu sao cho 1.2 triệu. Vài bữa sau tao cho dễ chân mày với đánh má hồng với dễ mắt nữa. Tao cho dễ đôi combo 4 món. À, tao dễ với lại tao cho tha cái kim tuyến lên giống như Dung hổm nó tha kim tuyến con mắt nó đó. Tao cho tha hai con mắt kim tuyến màu vàng lên. Con Văn Anh tao hai vô đẹp nha, Văn Anh tao hợp màu luôn nè. Ờ hả, hai sơn màu Văn Anh đi, con mua cái màu bộ tao sơn từ nhà về màu cam với con. Hả? Mày lật lật lại xíu cam chứ hả? Chị 54 hay 55 không vừa? 55 không vừa. Rồi em có mặt này bé solo luôn mà em sell cho 1 triệu. Sell cho 1 triệu, 24 mới được chị Ngô Phương ơi. Em được, em bắt liền, bà biết cái nốt em à. Cái lắc hồi nãy em chốt cho ai rồi? Đưa thuốc ra ly cái con. 14.025 chế cho chị Anh Phi vậy? Em cứ làm quanh quanh lên cho Phi ơi. Quanh quanh chiếc ga 50 được đó Phi. Anh Phi giỏi ơi. Giờ đang, ê con nè, đang 54 bẻ qua nghe 55 cho chứ được á. Ờ vậy là 54 vừa luôn hả cục vàng ơi. 14.025 em chốt đúng mã. 14.025 mặt 1 triệu ha, 8 triệu. 54 vừa xem 1.2 triệu. Xả lỗ cùng nó mấy chị ơi. 8 triệu xem 1 triệu đồ VIP thị trường chưa có bán cái này. Lát nãy chốt chị Tina rồi kìa. Xeo có 1 triệu ra em rẻ cũng chết mà coi chị Tina 50 không em. Với chuyện bi hả? Trời ơi chuyện bi chưa có giá rẻ. Nhẫn nào nãy chị nào hỏi mua giống Vinh nè. Gỗ mâm mâm chưa có like được. À, anh tiết 8 triệu vô chai chưa con? Rồi hết rồi. Rồi bông tai này em xeo cho 1 triệu móc nè mấy chị đẹp quá trời luôn. À 46 ok đó Tina ơi. Gì em cắt lại mắt con không thì muốn đi gọng gãi thì em để cái gì. Vừa đó em gái 10.406.000. Lỡ ơi lên này cho mấy chị nha. 10.406.000 em xeo cho 1 triệu 1. Rồi dây chìa khóa này em xeo cho 1.3 nè. Thị trường chưa có nè mà em bán cho 1.3 cho mấy bà đó. À, 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi, 5 tấc đeo được luôn em à, lên cổ nó gì. À, rồi chốt đơn em 1.3 nha. Bông tay là 10.406.000. 1.100.000 trang ơi. À, đẹp lắm con ơi, em để em đeo. Em vẫn đeo ý được mấy chị, chỉ có nhẫn thì em hơi ấy ấy thôi. Ờ à, con nhớ tặng hộp cho người ta hay không? Tặng hộp người ta con ơi, tao mua vàng tao bán cáp nè. Người lấy hộp thôi, người lấy 4-5 hộp rồi cái người kia tao không có. Bông tai 10.406.000. Nhẫn này trong tem 1350 nè, em xả cho 1.2 triệu. Rồi dây chuyền giùm em 4498. Ngô Phương Anh 10.406.000. Rồi Ngô Phương Anh nó con cái hình trên. Nó không có meca hợp màu vàng. Bà lấy màu đen đi, màu đen với lại màu vàng là hợp mảnh kim đó. Tại nó không có chứ có là tôi cũng đặt cho bà luôn, tôi ghen lắm. Ghen lắm mấy chị, giờ không biết ai nhập em sang lắm chứ đó dễ gì. Em đặt mà mấy trăm triệu đó là em suy nghĩ rồi đó. Nhưng mà giờ em không có suy nghĩ, kệ mấy chị nhận về mấy chị quảng cáo hôm nay.
đang đi mua đồ xịn không vậy, mình xách cái bịch ra thôi, cái hộp thôi là mình nói mình nắng cấp rồi. Chứ như mình xách cái túi mà lưu ý và tông ra là mình thấy mình nắng cấp rồi, mà mình xách cái hơ mọt ra nữa là mình thấy mình nắng cấp nữa. Rồi đi số 10, số 11 giùm em. Cho nên là giờ tiền hộp, tiền bao đựng em không có tiếc. Kệ nó mấy trăm triệu kệ. Dạ 6 triệu 660. Đi số 10, 11, 12. 3 số 6 giùm em nha. Đây ba đơn mà chưa có hộp, đơn thứ tư có hộp. Rồi Nghi Nguyễn giùm em nè, chứ giờ em sao giờ. Con nhớ đi con, sao tao đầu nợ hoài con nghiệp tao không. Rồi còn chiếc em xả luôn cho 1,2 triệu. 7,716,000. Kim Thiên đưa cô cao cao đi con. Cô cho cô có đổi đồ giùm con. 7,716,000. Xe 1,2 triệu gam nha. 1,2. Mà liền nó tính luôn của mẹ. 7,716. Thôi thôi đủ rồi kìa mẹ. Rồi cho tình yêu chúc Nguyễn đây này, lắc sòn này mấy chị, 57 triệu nè, sale 20% nè, em chốt cho 45,500. Đem ở đây cô thêm cho mày, thêm cho cách quen nó, cô mua lại con. 7,716 cho cô chưa, nói gì không. Em đang bán con 1,250,000, 1,2 triệu à. Có nghĩa là không phải là, tại vì bây giờ em bán cao nhất cũng có 1,4 triệu là đồ bi luôn á. Còn đồ hộp bây giờ em, nếu mà em mua theo cái đó nhẫn này em xe có 1,2 triệu à, chứ không phải em mua có thấp cao. Dạ bây giờ em tính xong đi, có lẽ lẽ cái em thêm chẳng chẳng cho cô vui. Dạ chứ không phải tụi em mua thấp đâu, tại vì chị thấy em hồi like không, giá em công khai lắm, không có anh bậy. Dạ bây giờ con tính đi, xong rồi có lẽ lẽ thêm cho cô con. Cái nào con, cái đó hả tin, tính con chưa 250. Đeo đi quảng cáo hầm em, đeo đi đăng quảng cáo hầm em, tính đi có lẽ lẽ em thêm cho nha. Dạ dạ lên đây mua đẹp. Rồi vòng tay em sale cho 1,000,000 gam nè. À, cực kỳ đẹp luôn, em đi tay 51, 52, 53, 54 em xem 1,000,000. Tất cả là hộp cao cấp nha mấy chị. Bà nào mà đi tay mà vô mánh là tôi xem có 1,000,000 nè. Cái đó là đá luxury, không phải là đá Nam Phi. Luxury thì nó sẽ có cái hay của luxury, mà em Nam Phi cũng hay Nam Phi. Luxury thì nó giống sọn 100%, còn kia nó 7 màu lên thôi. Rồi em chốt đơn cho 27,990,000. Dạ không được, tại vì cái đá Amaro nó mới cao hơn cô, còn đá nó không có Amaro nó đâu có giá cao hơn. Không có được, tại vì cái đó là thương lắm rồi đó, cục vàng yêu, tại vì cái đó đá trơn không mà nè tròn. Nè, em mới chị em thâu cao cho khách lắm đó. Như thế này em xe có 1,000,000 mà em thâu khách chưa 250 đó, mấy chị thấy em không? Có đi tay tình yêu kim thoa nha, xe 1,000,000. Rồi tình yêu kim thoa 27,990. Có đi tay bạn yêu chưa? Xem 1,000,000 thôi. Đây nè, em muốn cái Nam Phi nè, có Nam Phi nè. Đây Nam Phi nè. Chị xem cho 1,2 triệu gam, 54 đây cũng vừa nó tình yêu. Đây coi cái đòi, chị đưa cái dòng đó chị đo kỹ chút xíu con. Cái dòng này đang là 52. 53, 54 thì bẻ quanh giùm em. Cho nên 51, 52, 53 đeo được, 54 thì bẻ quanh ngay em ha. Kim Thoa con đi mấy nè Kim Thoa. Còn một chiếc duy nhất em xả mấy chị 7,956. Kim Bang xả mã 13,923. À, 52 là vừa luôn đó thôi. Dân võ sao rồi, Kim Thoa vừa đó, chuyển em chị 5 triệu đi cưng. 7,956,000 sale cho 1,2 triệu. 52 là vừa ni luôn rồi đó em. 7,956. Rồi chốt cho Úc Nguyệt Phan. Rồi em chốt luôn cho 1,150,000. Vỏ nhẫn có còn hả? Đây coi, này nãy tao có chuyển khoản không con? Có chuyển khoản rồi chị. Hết rồi cô ơi, con bán rồi, 72 triệu xe có 58 triệu người ta mua rồi. Nhẫn con hết rồi cô ơi, để con coi còn nào kêu tao báo con.
12.029.000 dùm em bông mới, sale 115 luôn. Sale chịu 150.000 đường kính 20-25 dùm em, cực kỳ đẹp như ý Lê Vinh thấy. Ni tai đo xong quên rồi. Lấy cái thước nè, lấy cái thước đi học của e con mình á. Canh ngay chính giữa này nè. Đo đằng đen của số 0 dùm em, đo ngang qua gì là ok. 12.029.000. Trời đẹp lắm, y chang như bông sọt. Y chang luôn. Đó, đẹp cực kỳ chưa? 12.029.000. Dạ, vỏ con đang đeo hết rồi, người ta mua rồi, đem 2 triệu sale còn 58. 12.029.000. Có ai xả lắc không à? Dây chữ B coi lại phải không đây? Đây chữ B là 17.748.000. Này gái yêu xinh đẹp, chữ B. Chìa khóa nó ai mua rồi bán, bạn yêu ơi. Chứ cô về cô kiếm giấy ra đi, tại vì giờ mình mua mình nhớ chứ giờ tụi con không có giấy, tụi con cũng khó xử lắm. Rồi chốt giùm em 17.748 nha. Lắc 1 triệu nãy Tina chắc không xả quá hả? Dạ, chịu Tina không xả rồi bạn yêu ơi. Chờ cái lắc tay này 45.500 nè mấy chị. Sòn nghe, cái này sòn nghe. Tao bán coi 90 triệu, 100 triệu đó, 45.500. Ni tay 53, 54 giùm em được luôn, cắt ni được. Nè, nó đẹp nè. Làm gì mà mua 45 năm mấy chị đang xả lỗ mấy chị đó. Mấy thời điểm này là giờ bán mấy chị là phải ngon mà phải thơm, sale có 1 triệu 2 à. Dây đồ hiệu luôn, sale 1 triệu 2, triệu bích giùm em 17.748. Giờ là 1 triệu 3 là em đã bán không được đó mấy chị. 1 triệu 2, 1 triệu 2 50, 1 triệu 2, 1 triệu 1 được. Rồi sale cho 1 triệu 2 chút cho Hưng Bích. Xả cái mặt 11.500, xả mặt sòn. Ngọc Huyền Lê xả nè con. Dạ, yeah. Rồi dây chuyền rút ha, rút nhỏ hay lớn cái xinh đẹp. 4.3 triệu, em sale cho 1.150.000. Áo 500k hết trơn rồi tình yêu ơi. Mặt mới em còn cái nha, 135 em sale 115. 4.3 triệu. Con để cái dây cô Kim Huệ Nguyễn sau cô kia đi con. Cô kia chuyển không? Cô Bích Hân nó không chuyển báo cô kia xinh đẹp. Lắc 1 triệu nãy kia mua không mua, người ta mua mất tiêu rồi. Có 1 triệu gam ghẻ muốn chết nè, đồ bi nữa nè. Đồ bi em sale cho 1 triệu 2 gam. 1 triệu 2 1 gam. Lắc em lên bà 45 triệu maximum gái ơi. À, rồi chốt đô luôn em này. À, 45 triệu chơi đi bạn ơi. Giọt nước sòn hay ý yêu Quân ơi. 45 triệu to đùng trắng tươi. Đẹp cực kỳ tuyệt vời. Sao cô nhớ lộn á. Bà lấy không 45 triệu mà. gam 24 em sale cho 1.2 triệu. Trời mấy chị đi tay 50 nè mấy chị xinh đẹp. 27.888.000. Cô về cô kiếm hóa đơn đi cô, tại giờ mình nhớ trên là tới mười mấy triệu lần rồi, bên con tính đâu được. Tắm hết trơn bà ơi, tắm hết trơn gái ơi. Đi 50 nha. 27.888.000, đi 50. Em sale giá 1.2 triệu, không coi dây cô nào chưa chuyển máu không? À, bên em giữ đơn giá tại tiệm khoảng có 3 ngày nha cả nhà, giữ lâu quá bên em kiểm soát không được. Dạ, vỏ nhẵn 10 ly. Mấy con bán hết trơn, mấy vỏ của con đeo rồi. 2-3 vỏ con đeo bán hết trơn rồi. 27.888.000, xe 1.2 triệu. Đây mặt 4.3 triệu, xe 1.150.000, 43. 1.150.000 1 gam. Xuất sắc dùm em chưa, đó. 4.300.000, xe cho 1.150.000. Lắc kia coi cô Tina chuyển cho con. Lắc nam mà gái. Lắc nam qua có lắc thêm lạc mà không biết không có bị bơm không. Hết rồi gái ơi. 43 tình yêu Trinh Nguyễn dùm em. Rồi chúc đơn Trinh Nguyễn mặc 43. Dòng tá em 7 triệu mấy đấy gái. Rồi cái lắc này em
Mấy chị ơi, chị nào mà ni tai tầm ni tai 50 52 đã vừa liền không cắt không ra luôn nha mấy chị. Ni tai chiều dài 1 tấc 6, tấc 65 luôn em. Hai cái dính chung khoen khóa xem chịu ai. Tại sao ngoài trời mua đang vui vậy? Chốt đơn em là 11.592.000. Rồi Nam Hà so chốt cái lắc sòn rồi con, chụp cái nào mà sòn để hộp đỏ vô con. 45 triệu vô chưa? Chết mẹ tao giục đâu. Các bạn có thấy mà em giục cái lắc sòn đâu không? Đây 45 triệu sòn. 11.592.000 nhà em sale cho 1.2 triệu. Trời mấy chị nhìn nó là hộp hộp ém á mấy chị. Bên hông có đi tan hết luôn em, ở trên nó là hộp vuông. Cắt cũng khó mà ra cũng khó, cho nên là chị nào chịu dài ni tay 50 51 52 53. 50 51 52 53 luôn em này. Hoa Lộc Phát xã 315. Mặt túi tiền à. Túi tiền nhỏ. Em đang lại ý á, mà sòn sen kẽ hồi nãy là em lên cái bông bơm thôi. Trời cái lắc tay đẹp chết luôn. Đẹp lắm thiệt luôn, uy tín của người lính luôn. Sao có 1 triệu 2 gram mà mua đi mấy chị ô, nó đẹp ghê á. 1 triệu 2 gram. 11.592.000. Cho tôi cái mặt túi hoa mạc đó hả? Đã nằm chỗ nào quên rồi. Cái dây túi hồi nãy hả? Mình có một chùm dây cô dê nè. Có dây này đẹp quá trời nè cô, giống lại Quyên nè cô. Cô ơi, chú 250. Em cho cô coi thử này cho cô xem nè. Dây xì to vậy đó. Vô cô coi nè. Tao bán thôi, tao giàu lắm đó. Đâu rồi? Nam Hà Store Trần Hưng Đạo nè. 45 lắc sòn nè. Tại giá 45 là cũng đã lỗ đó mấy chị, xả 44 nên chịu không nổi. Rồi dây này chiều dài nè mấy chị, em xem có 1 triệu 2 nè. Chiều dài 1 thước LG. Xem 1 triệu 2, cầm gần gần giùm em, đừng cầm xa quá nghe mấy chị. Cầm gút cầm gần gần giùm em. Đó. Trời ơi, model lắm mấy chị ơi. Rồi em xem giá 1 triệu 2. Rồi chốt đơn em 26.556.000. 26.556. Có tin nhắn Diêm Quỳnh. Trời đẹp lắm mấy chị này, 1.650 mới mua được đó. 1 gam mấy chị ngợi 4.500.000 1 gam. Em xem có 1 triệu 2 gam nè. Chồng đầu qua luôn, em muốn rút ở đâu rút giùm em. Áo thun, áo ơ hay là cái gì cũng được luôn em. Cực kỳ là đẹp luôn đó. Đó. Store. Chị ơi, chị Trần Hưng Đạo ơi, chị có thấy tin nhắn của em không? Chị tự chụp gửi giùm em được không chị? Có nhiều cái đẩy không vô. Nè, xì to Nam Hà nè con. Xua xua nè. Để em qua đây em coi, chị coi đây. 26.556. Xì to Nam Hà đâu rồi chứ, bà đâu rồi chứ. Để em bấm bằng cái. Rồi đây như này, cái này vô được này nhìn. Nhắn không được luôn, to Nam Hà để tự dùm em ha. Ở ngoài này không vô được luôn rồi, chỉ tự chụp em để riêng đấy con. Dây rút này đẹp cực kỳ, xe 1 triệu 2. 26.556 nha. Dây bính ba bính cực kỳ đẹp, 4 tấc rưỡi em sale cho 1 triệu 2. Mẹ 24 em sale cho 24 triệu mới được chị ơi. Rồi dây bính bi em, dây bính ơi em sale cho 1 triệu 2. Trời giờ đồ đẹp nó chị không giờ mua gì cũng rẻ. Lắc tay 1 triệu mốt đã nè con. 10.530.000 1053. Bính cực kỳ đẹp thích dịch. Lắc tay 1 triệu mốt quá hả? Rồi tôi bán cho 1 triệu mốt. Lỗ á. 10.626. Lan Trần nè con. Thank you.
Rồi chút đờm em à, 10.530.000 Lê Ngọc con. Rồi em hết nha. Dây 26.550.000 26.550.000 10.530.000 em hết luôn. Đây em có đôi bông tai này em sale cho 1.100.000. Ờ mua đen dễ sợ chứ mấy chị y chang bông sòng 90.000.000 100.000.000 của em. Rồi em chốt đơn 7613. Ơ à, bé đẹp. Khỏe. Được đây làm mới cho mới ai về hả cơm. Em vẫn đẹp như ngày màu. Em cái đứa hút mỡ với cái đứa không hút mỡ mà bạn đứa không hút mỡ tướng đẹp đứa hút mỡ mà. Kiểu trời. Làm cho em đi con. Đi chị chỉ cho nè, cái màu kia quê bóng còn kia si đi. Dạ. Ờ tiếng với em chị ha. À, đẹp quá. À. Gả chồng nữa cũng được đó. Gả nữa cũng được đó. Đẹp quá đẹp mà. À, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi em chốt tình yêu Phương Nguyễn 7613. Rồi sao cho 1.100.000 em hết. Dây chuyền 26.555.000. Cái lắc tay nó vô gọi người ta trả giá không nhờ thì chút chị Lan chẳng đó. Chứ không bôi gọc gì hả? Ừ xin lỗi mày. Ừ cơm bích xả dây chữ B nha con, xả B 26.500.000 này chốt ra kêu Kim Huệ nha, tình yêu xinh đẹp. Đây ổ đẹp này, tại bữa nay mặc cái thun mày đưa vô lãng cho mặc cái đầm là vô lại dữ rồi đó. Đưa vô hơi lãng lãng nha, hơi là sao lãng lãng cô nương. Rồi ni tay 48-49. Để gần nhau hơi chạy xíu nha, để về đây không chạy gần nha. 48-49-50. À, em sale cho 1.200.000. À, tướng ngồi mấy chị. Rồi cho em 7-9-44. 7.944.000. Hơn mẹ hồi nãy 7.215.000 là tôi còn đó. Mà giờ nằm đâu rồi. À, 48-49-50, 51 đeo được luôn em. 7-944, cực kỳ modern. Dòng củ chi à, hàng cao cấp 7944 xe chân 1.200.000 lắc chân đứt rồi nè em xe cho lắc chân nha mấy chị luôn 1.250.000 nè. 7944 là loại lem trường nè, bình trần thí ngọc không kịp nè. Nó quá thâm ca trời đỡ mệt xíu hay mệt á, nó nói chuyện nói gì tào lao được mấy chị. Chứ giờ tập trung bán hoài tiền bạc cơm áo gạo tiền ngoài các em bị xì chết quá. 5.912.000. Mày đừng thằng này mày đừng đánh lương mày nghe mày cười hoài nghe vậy không? Tao đóng hề cho mày vậy. Muốn đeo chừng chứng đeo tài tài nha mấy chị ơi nè đó. Cho lên xuống giọng điệu đi mệt quá. 5.912.000. Chữ B nó sale có 1.200.000 đó không mua giờ dành lộn. Chữ B nó bán có 1.200.000 đó. Rồi vui vui kiến đậu đầu em luôn rồi nè. Dương lúc kỳ. Còn người ta chỉ chưa con như kêu chị chuyển tiền đây 15 phút nè. Kêu chị mua lan cực đúng không? Tạm bơm 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 gỗ gỗ đuổi hay bơm lắm. Hay dị lắm. Bây giờ 15 phút mấy điện báo này nè. Kêu nhỏ nào đứng cái bên đó thọt thọt cái vô đi rồi coi không ai ta mua nha đưa tao đi. Có gì quên rồi, chọn cho nói chuyện nó la làng quên rồi. Rồi 5912 giùm em. Chị bên tao mua rồi bạn ơi, đó con, ngờ thì đùi đã vậy lại. Giống đúng bì ồm quá à. Đường dẹo đã lắm đó chị. Trời ơi, ngồi 5 tiếng ngày mùa hồi đích nó ra đầy chưa nè. Đi số 10, số 11 giùm em nè. Vàng hồng xe trung chân 1.100.000 cực kỳ đẹp đi trang nhẫn 300.000. Rồi chốt giùm em 7.348.000. Đi số 10, số 11 nghe. Kén ni tay không có chỉnh ni được vàng hồng. Cho nên là em xả sập sàn đó 7.348. Rồi cô Tiết xả cái mặt 8.000.000 lấy bán người khác con ơi. 7.348 đi 10.11. Đây dây chè nồi chốt cơm. Mấy bà đeo chốt cơm, mấy bà đeo dài quá nó bị lật. Chứ đeo chốt cơm là phải đeo sát chứ mấy ông nói. Mấy giờ mới có 3 giờ. Trời ơi, cái đường tôi lai tới 5 giờ còn xa chứ. Đường lên dốc đá. Rồi 825 là bà lấy cái màu hồng phải không bạn nhà. Ok. Rồi vàng hồng em sale cho 1.200.000. Nữa coi sao cho xương bụi gửi về đi tình yêu. Ba cái gì mày con đựng đây hộp nhỏ con ơi nó cất kỹ. Đó chứ không nói. Có đeo không về có ngủ giặt lộn với chồng không. 23.208.000.
nè, chất cơ là đeo gì nè, chất cơ đeo một dây kiềng cổ cái đầu vô bơm hả? Đâu có, mẹ kêu con làm cho mẹ ra nay nữa hả? Sao dữ hả? À, trời trời, vậy là đây một con, vậy là bốn gỗ y sinh lại hả? Trời ơi đẹp dữ rồi mẫu ơi, mấy mày like đi sòn mà cùng thằng gỗ gỗ like không nổi. Berlin Channel Hồng à, chuyển rồi nè con vô của Nam Hà Store chứ nó nghe nè. Gái comment cho tôi xin số điện thoại gái liền hả gái? Nam Hà ơi comment số điện thoại xong giùm tôi chụp hình liền cái bà xóa số điện thoại nha. Em đang đeo 23.200 xem 1.200. Tôi nghe tôi cho bà đổi lại mà tôi đâu nói gì. Nam Hà ơi em comment số điện thoại em chị ơi. Rồi ok nè con. Rồi em xóa em chị ha. Rồi con ghi số điện thoại Nam Hà nè con. Cái lắc 45.000 đó 0939 383 838. Rồi chế Nam Hà. Rồi con ghi lên mày ghi đó rồi mày không ghi vô cái bọc cái lắc đó. Trời chút quên nó không nổi ơi. Làm liền đi con, 23.200 nè. Tạo nó não cá vàng không mà nó để hoài. Rồi dây này 4 tấc 4 tấc 2 4 tấc rưỡi đeo được em sale cho 1.200. 808 nha, 0939383808. Giấy đài đồ đúng không? Rồi em sale cho giá 1.200 một gam. Rồi kim thoa xả dòng 27.990 sale 1.000 nè con. Cái dòng tao nói sáng cả bầu trời luôn, em bầu trời lông xiên đó. Dây đang đeo 23.200 bà tăng đưa ra vô dài được. Nhưng mà mình đeo chút cơ mà. Đang xem có 1.200 đó xù rí ơi. 7.464.000 nhỏ đang chuẩn bị lên cái xã luôn. Cho mày đỡ quê mày đặt mày sợ xạo mày hả? 7.464 em xem cho 1.200 nó có dây tăng đương á chị. Nói bạn nào mà mua cái bao bông mà mua luôn cụm dây đeo cho nó cụm kiểu luôn đi. Xem cho 1.200 nha. Hả? Rồi 7.484.000 dây mang là 23.200 vàng hồng 7.464 có 1.200 gam 1.500 1.600 mới mua được. Ni 51 52 53 54 đều được luôn em. Nói chị kia có còn đó không chị gái? Chị dân ơi còn không? 27.990 nè chị, sao 1.000 vậy đó? Không có màu hồng nhưng mà hồng nó trên cổ này cái yêu. Chết rồi, tội chua dữ lắm rồi. Bánh không tiêu hả? Cái dân vỏ nè con. Dạ. Trời nó ở chua lèm luôn rồi. Sợ quá. Rồi hết 7464 nè. Chế Trang cũng dây trà lòi nè. Rồi đó 7464. Trời dây đẹp nè. Em xem cho mấy chị luôn 1.300.000. Dạ, để xong rồi con kêu chung chạy lên nhà cô chứ. 1.300.000. Rồi chúc đoàn em 10.374.000. Trà gừng vô kìa, cho ly trà gừng mạng số 1 đi em ơi. Cho ly trà gừng ấm em muốn uống nước đá. Tối ha, cái bỏ em khò khè như là ăn chay đi, không em ăn chay bệnh á. Tập luôn ăn chay ngày 6. Ê Hằng ơi, mày ngủ ăn chay với cái trời. Nè, không có niệm Phật niệm mơ gì chứ, nghe nói gì đâu không đó. Trời hoặc thiết ăn chay bớt rồi bớt ăn thịt đó mấy chị ơi. Dây đang đeo 23.200. Trời dây đẹp lắm, 10.374.000 vậy đây tao đeo. Đây con. Con chai đồ vô mày ơi, mấy anh dài hết trơn á. Thiết bệnh này bệnh kia đó 23.200 nè. Hai trăm nè 10.374.000 nè. Là dây này là 10.374 lên cổ nó gì nữa, đẹp gì nữa mấy chị. Nó dài hơn nghe, mà tại em đang mặc cái áo này á. Tầm 4 tấc rưỡi.
10.374.000 mới tính cho cô yêu giá nguyên hả chị? Cái đó có ba gớt 1-3 năm đó con. Còn không có ba gớt thì tính 1-2 năm. À, rồi chốt đơn em này 10.374.000. Vậy vì Nguyễn Văn lấy rồi con, sợ đó người khác. Tại vì cô lựa nó có học ba gấp đó con. Con lựa dây chơi nó của cô thì 1.250.000 để 100. Rồi cô kia lấy rồi đó. Rồi dây này em xem cho mấy chị luôn, 1.100.000. Mà nó dài lắm nha mấy chị. Dài 4.5 tấc, 5 tấc gì dài thòn. Mua xong cắt ngắn giùm em 4 tấc giùm em đi, em sale cho 1.100.000 nè. Em xả cho mấy chị chơi luôn. Mà dài nha, khuyến khích là cắt ngắn 4 tấc 2 thôi nha. Chốt giùm em 28.743.000. 28743 sale cho 1.100.000. Còn mấy món kìa mấy chị chuyển đi. Để anh Duyên với mẫu nói mẫu like cái ít tay bơm mà em like cái mấy chị bơm. Nè mấy chị, mặc áo này không có like được mấy cái này này nữa, mặc áo này nó đẹp gì, nó như Lệ Quyên. Mấy chị mua xong cắt ngắn lên kem, nó sang dữ lắm. Rồi dọc này với này là cụm bộ nè mấy chị, em sale luôn cho 1.100.000 nha. 28.743.000 nè. Có luôn đôi bông này gái, lấy luôn đi, tôi tính 1.100.000 game à. Này nha, chơi luôn đi gái. 28.743 mới được, tại em xe có 1.100.000 em bán đang 1.200.000 lần đó. À, Vinh không bớt 700 mấy không được, tại Vinh bán giá sát rồi. Hương Vinh mua 1 Vinh đi. 28.743 nè. Nè bông tai này có 1.100.000 game nè, đáng là 1.200.000 đó. 6.470. 6.470 sale cho 1.100.000. Đẹp luôn nguyên một set. Nhưng mà dây đề nghị là cắt ngắn dây nha bạn, để dài quá nó không đẹp. Bà lấy dây bông luôn đi, đẹp lắm, chơi đi. Rồi em có dòng này em sale cho mấy chị luôn 1.100.000 nhẫn này. 6.47 bích ngọc lấy luôn không chế, em chế thì chế em lấy thì em để chiếc kim dung trần, mà tại thấy nó đang nguyên set á, cho nên là em muốn chế lấy luôn cho nó đẹp. Rồi ni số 12 trở lên giùm em nha. 13.860. Ni lớn giùm em sale cho 1.100.000 nhẫn kiểu đẹp dễ sợ luôn. À, con hỏi cô có lấy bông không con? Hỏi cô Trâm. Hỏi cô Trâm lấy bông không? Lấy bông là chốt chứ cần trần kim dung á. Sale có 1.100.000 mà. Tại chế đang lấy nguyên set để không có kiếm được đâu bông. 13.860 sale cho 1.100.000, giá quá yêu thương đông đầy học Amaro luôn. Ni tay chị nào tầm ni tay 12, 13 trở lên nha. À, 1386 rẻ banh lắm. Rồi sao con có lấy không con? Thôi đợi lâu quá tao chốt cho dầm kim dung nha con. Rồi 647 ha. Kịp không? Kiếm được tao không cha? Thôi thôi em chốt chàng kim dung nha. Thôi thôi coi như em chưa nói gì. Rồi Hồng Thu Phạm giùm em 1386. Trên 10 triệu đặt cọc 5 triệu, dưới 10 triệu đặt cọc 3 triệu nha. Dưới 3 triệu đặt cọc 2 triệu giùm em. Không lấy hàng thì lỗ 50% cọc. Còn quỹ đơn lỗ 5% trên giá trị món đồ, chứ mới qua 5% trên giá trị tiền cọc nha. Dạ Hồng, vậy lấy dây gà, không có bớt. Tại em nhìn giá bán con 1.100.000 rồi. Rồi vòng tay Amaro nè, em sale cho 1.200.000. Trời, sale 1.100.000 là rẻ lắm rồi. Thua giá chị thâu vô luôn. Rồi đưa dây ra đi con gái yêu. 14.556 sale cho 1.200.000. Ni tay đeo vừa liền 50, 51, 52 nghe mấy chị. Tiffany cạch tí á, 17.472.000. 17.472 sale cho 1.200.000. Giờ này cố lên ngoài sắp xuống rồi. Em để ca sao thời gian làm gì, cố lên. Giờ này sắp xuống like luôn rồi. Mưa dữ rồi.
Mẹ về chưa đi bộ nè, giờ này em đi phát hạt mẹ. Đây con dâu nó bắt mẹ chồng đi bộ ngoài trời mưa. Đi vòng về chứ quay video chứ lên dân cộng đồng mạng chữ tao dữ à, hỏi sao không đi vặn triệu. 17.472.000 sale cho 1.2 triệu, cực kỳ đẹp luôn em đó. Ê, dòng phun đồ này chứ dân vũ chốt rồi. Cái lắc tay bự bự 25 triệu mấy, nay tao chuyển cho con. Đồng hồ chưa chuyển kìa. Đồng hồ đó là chị Phương đó, chị Ngô Phương mà để riêng đi, Ngô Phương ở tiệm đó. À, cái này 1.3 triệu, 1.350 triệu nè. Em sale cho nó 1.1 triệu, cực kỳ nó modern. Hai đôi 707 sale cho 1.100.000. Rồi chốt đơn em tứ quý 7. Không không có sẵn gì ở tại tiệm không đủ bán. Trời like 5 tiếng mà mấy chị em mệt sức người chứ đâu phải sức mới. Từ từ mấy chị còn kêu em tối về like đi đấy Vinh ơi. Nó không nọ. Trong mấy chị tìm vàng làm cũng ba lơn lắm rồi đó. Xã Di Bi cho em xin cái mã đi chị Lê Ngọc ơi. Nè nó đẹp chưa? Em sale cho 1.100.000 tứ quý 7 hai đôi. Chị bà cho tôi xin cái mã, hình như mã là 10.530. Không thay son nó còn buổi chiều phạt mình thêm 100.000 nó 200. Tội mày ngoan cố. Hát lấy mày 3 triệu vui vẻ rồi đó. Chịu chịu thôi mày. Con xấu dữ lắm, mỏi mỏi con cô hữu trơn rồi để tao mua cây son mới cho. Ở nhà tao còn cái son của bên Trang kìa đẹp lắm. Đó mình mày cho mày son dưỡng là mày hơi bị ưu tiên rồi đó. Nói kia nói kia son soi, nói tay không lì bị chị không kìa. Cái mặt đó không đẹp rồi, còn cái môi thầm đen nữa. Ai nói mày đẹp đâu? Mẹ nói nó đẹp không con, giờ nó sống rồi, nó lâu rồi. Ờ, thả xuống, à, gâu với hả? Gì mà gâu với con, gâu gì mà mọc với càng một nồi đúng không? Ờ. Trời ơi, Nguyễn Chí làm bể cái thành hột ta rồi ba ơi, ba hay cái gì ba cũng đưa cho anh Chí hoài đi. Mày liền nó đưa kìa mẹ. Trời ơi. 54 ơi, tình yêu vừa, tình yêu xinh đẹp ơi, con chốt tình nha bé Nguyễn giùm em 10.530.000 nè. Gâu quá gâu vậy con, bữa nào mà đi triệt đi. Tứ quý 7 giùm em này. Vừa chị dân võ em ra đi được cho chị. 10.530.000 là gì? Nãy chị chia sẻ ra này là 10.370.000 tao đeo nè. 10.530.000 là nè, tao hỏi ba dấu chị Lê Ngọc này nè, kéo lên trên coi nào 10.530.000. Rồi em có một chiếc duy nhất nè, 145 em xả cho 1.3 triệu nè. Ni tay 50 nha mấy chị. Cho em 18.473.000. 18.473 em sale cho 1.3 triệu, 1.450 sale 1.3 triệu. Đồng Nai á chị, Đồng Nai ở đâu cũng vậy, cũng ăn tuần 10 ngày. Con ấy khóa này bị hư rồi. Má này bị lỏng rồi, coi chừng ta đeo gãy. Ơ không được đâu. Gớt cuốn tay bà nội người ta tội nghiệp lắm. Đây dây này bà nãy chị nè hỏi em 7125 dây túi nè. Dây túi em sale cho 1.3 triệu dây hơn mạc nè. 7.125.000. Sale cho 1.3 triệu có toàn đang tăng đưa luôn em. Nãy chị nào hỏi em giùm quên. 7125 không biết chị nào nữa. 7.125. Rồi dây này em sale cho 1.2 triệu nè. 4 tấc 2 dùm em sale cho 1.2 triệu. Rồi em cho 1.9 triệu em 7.125. 1.45 em xả cho 1.2 triệu. Em cắt được nói được dùm em nha. 26.136.000. 26.136 4 tấc 2. 26.136.000. À, 1.2 triệu. Bông đang đeo tứ quý 7. Trời, cái dây này ánh sáng rồi tuyệt vời đó mấy chị, ánh sáng sáng trưng. Em không bắt được chứ em xinh đẹp ơi. Bông tay 7.777.000. 26.136. 26.136. Không
không có to hơn. Em cho 1150 nè mấy chị, 16g 24. 7.177.000. 7177 sale 115. À 7177. Rồi cho chị Thảo Trang 7177 115. Dạ dây đó 26136 mấy cái mềm xèo rồi mấy chị yên tâm. Không có bao giờ dối trá mấy chị đâu. Rồi 7177 em hết. Bông đang đẹp tới 17 chứ ơi. À không, vậy là chị Thảo Trang phải lấy cái đó ha, vậy chốt cho đô la nè. Dây sẵn đây bán 1.2 triệu mới được chị Trang ơi. Star 7177. Sẵn đó là 26136. Bao rẻ. Bao rẻ, bao rẻ. Rồi nhẫn này 5 chiếc, em còn có 1 chiếc nè. Xả lỗ luôn cho 1.1 triệu. Không phải đồ lướt đâu nghe mấy chị. 9438. Đây bông tai là gì? Để em cắt cái tem cho mấy chị coi chị. Xem mấy chị có 1.1 triệu thôi. Em có 2 đồ đồ mới nha mấy chị. Rồi cho chị Ngô Phương 47 xem 1.1 triệu. Còn đâu nó hết rồi nha. Này phải đeo lên mấy chị luôn em. Này 47 nè con. Kim Thi Võ ông đo này trong tủ còn nè con. Rồi ok tình yêu. Rồi 115 phải không? Trả giá hoài đi Trang ơi. 25.070.000. 25.070. Tặng cho con cái nè. Rồi chốt đơn em 9438. 9438. À, trời đẹp lắm mấy chị xinh đẹp. 25 triệu mấy hết trơn rồi. À, có người nhân viên lên liền em nè, còn mấy món mới trẻ lùm em đi. Rồi chị Ngọc Lan Trần nè. 9438. Mới hết rồi mấy chị, có 1 chiếc 1 à. 5 chiếc giờ còn có 1 chiếc 1. Rồi chốt đơn. Rồi bông tay em còn đơn xả cho 1.3 triệu. 5642. À, 5.46 triệu. Dây sẵn không vô coi với anh chị con. Xả 7125. Rồi 5.642.000. Bùi Thanh Hương em hết. Bảy triệu 125.000 mua xong xi trắng được nha mấy chị. 7125 mua xong xi trắng được em sale cho 1.3 triệu. 5645 em hết rồi. Nhưng mà tôi còn thấy nó hơi chậm lắm rồi. Xưa tôi làm sạc lô. 7125. Rồi chị Thu Mai nè. 5642 em hết rồi. Rồi. Em chốt với chị 1350. 9.328.000. Mới như mấy chị. À, 1650. Em xem 135. Bùi Thanh Hương 5642. Bùi Thanh Hương hình hình màu đỏ đỏ nè. Rồi chốt đơn em 9328. 9328. Rồi sao chút xíu con vô con ấy đó cho anh ta. Con vô con kêu nó liền ta đi con. Trời đẹp lắm mấy chị ơi. Thằng giấy em mẫu ơi. Bùi Thanh Hương không có vô được cái gì à. Con vô coi. Bùi Thanh Hương tự chụp giùm em được không? Con Tina. Tina ta 46 con cắt mắt là vừa. Còn cái đầu nó đi nó tào lao 44 gì không nội. Nó đang 50 con cắt mắt là 46 vừa. Nó không biết đó Tina ơi.
nó không gặp nữa đi nè. Đưa Bùi Thanh Hương chụp vô này, con tự chụp cái hình vô chị ơi, nó Thanh Hương ơi, tự em gửi qua em chị ơi. Còn không mà chị xả ra đây cho bên sau nè. 5642 triệu 350 Thương ơi, bông tai xả 1,2 triệu 3755. Dạ ok chị, mấy chị xả like hen kim xả với like à, mệt rồi, chúc em 3755. Mẹ Sòn 24 triệu nè con, 24 lấy cái hộp đỏ để vô anh cho biết cái nào Sòn. Rồi 3,755,000 sale cho 1,2 triệu. Mưa gì rồi tao cũng nấu về được. 3,755 sale 1,2 triệu. Mua vàng em thấy đâu cần suy nghĩ mấy chị. Tao bán 4,5 triệu em bán 3,7 triệu, suy nghĩ gì muốn suy nghĩ. Suy nghĩ là dở. Kẹo thơm trước mắt chồng đẹp trai da giáo rồi trắng tươi trắng tật rồi. Có ai đâu suy nghĩ. Rồi em chốt chân 1,250,000 em có 2 con. Trong vòng 15 phút không chỉ con lấy ra bán người khác con ơi. 5,570. Ở đây trang nhẫn sọn với em gì luôn nè. À, cái màu đó như màu đê. Ê có được 3 chiếc luôn nè, 5,570. À, nè nè chị bên hông nè. Đồ ý mà không thấy cháu. Cao cấp luôn mà em là chỉ có hãng này thôi. Hà Linh Thảo Nguyễn. À, em hết rồi. Annie nè. Hà Linh Thảo Nguyễn nó gọi là em hết. Con vô cái mặt sòm ta chưa con? Vô con Ngô Phương chưa? Rồi em hết rồi cả nhà ơi. Trời ơi 2 tiếng mấy luôn hả? Lây gì lây dữ ha. Rồi em xả cho cái lắc này luôn 1,3145 em xả cho 1,3 nè. Lắc LV hiệu luôn, em có tầm đen tăng đưa. Hết rồi, 557 hết rồi. À, coi tài cọc đúng số thì phải nhầm tôi nghe Tina ơi. 24, 27 nha. Mã số đó ra là tôi không có số nào nữa nha gái. 5,265. 5,265,000. 15-20 phút chuyển liền, còn không thì em xả cho người khác nha mấy chị. 5,265. À ok gái yêu cảm ơn gái. Em coi có bông bọc không nè, bông bọc sale 1,1 triệu nè. Tệ như nè, bông bọc sale 1,1 triệu nè, em mua nhanh nè. 5,080,000. 5,080 sale cho 1,1 triệu. 5,265 chú tôi tình cho Quỳnh hơn. Rồi, 5,265 lắc tay cực kỳ đẹp. 5,080 sale cho 1,100,000. Xỉu chờ em chờ đó, 5,080. Em chốt là tình yêu Thúy Hằng. Đây, em sale cho 1,1 triệu sáng trưng luôn em đích đẩy. Chủ vô hộp 6 ly cao cấp nha. À, nhỏ nữa đợi xíu. 2,398. 2,398 con đôi một. 2,398. Năm không tám hết rồi. Em có cái dòng màu hồng nè. Ni tai 52. 51, 52, 53, 54. Em xem 1,250. Hệ Kiều 2,398. Rồi. 51, 52, 53, 54 chốt giùm em 12,690,000. Chờ mấy chị 14,6 á, 14, 15 triệu á. 12,690,000.
1250. 12.690.000. Ai bỏ lỡ tiếp nha. Dương Tuyến Di, xã 37. Xã 3755. Dòng đinh màu hồng xi trắng được, rẻ quá trời luôn. Rất là rare. Ăn muối chân nè con. Ăn không có mua gò nè, 2398 mua gò luôn nè. Có cái này ế nè. Gò Tiết Nguyễn 1269. Trời, 5080 người ta xa lơ rồi nè, rồi giờ ai? 5080 rồi nãy chốt chai quên rồi, Thúy Hằng nè. Cô Thúy Hằng có dân không nè, 5080. Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Đi 50 nè mấy chị, 50-51 đeo dừa. 50-51-52 đeo dừa, 13.800. 13.812. 13.812.000. Chị em like à, chúc em điện lại cho chị nha. Chị ơi, chúc em điện lại cho chị. Đợi em chút. 13.812. Phương Hà, mệt chứ chị, 5 tiếng mấy thôi. Rồi chốt đơn em hết. Rồi bông bọc này em về được 5 đôi. Em chốt cho mấy chị có 5 đôi. 1, 2, 3, 4, 5 5. Rồi chốt đơn em 6037. 6.037.000. 2398 Hệ Kiều xã. Trời, có 5 đôi mấy chị cực kỳ đẹp luôn em. 2398 con vô lời cô Kim Vân đi con. Rồi, 15 con chị ngái nha con. 5 đôi à, bao đẹp. 5265 lấy ra với 9436 lấy ra. 5265 9436 lấy ra luôn. Rồi, bông tai 6037 5 đôi. Cộng đeo giữa dùm Vinh được không? Cộng đeo giữa đi em ơi. Cho trẻ chút xíu coi chừng gất đa đạp nha. 6037. Còn không chịu thì em chịu đeo không, muốn giữa gửi về Vinh làm cho. 5 đôi dùm em. Dạ, chắc ăn lấy là 15-20 phút chuyển em nha. Tội nghiệp em tại mấy chị ơi. 15-20 phút mấy chị chuyển đủ rồi, không nhờ chồng chuyển đi. Rồi 6037 Vinh em bạch tiết nè, 5 đôi. Bạch tiết, bạch tiết. Rồi thôi xuống, mệt quá. Mai tiếp đi nha. Dạ con mệt rồi nè con. Mới khen con bé hang con mệt liền. Rồi, bye bye mấy chị xinh đẹp. Ngày mai 10:30 mình lại gặp nhau. Đặt cọc 5 triệu, trên 10 triệu đặt cọc 5 triệu, dưới 10 triệu đặt cọc 3 triệu. Quể quải nhất sinh khu út vây. Rồi, bye bye, cảm ơn mấy chị nghe, bye bye. Nãy nói hoài cái em bị là Dương vấn hoài à. Thôi em chào luôn, chào cả nhà. Chúc cả nhà ăn chiều ngon miệng nha, bye bye.